cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1281, nàng không phải là người của Chu Gia. Cô là người của Chu Gia, một gã thành viên không sợ minh lạnh giọng quát lên. Lúc này, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Nếu như mình thừa nhận, chỉ sợ sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Nàng không phải là người nhà Chu Gia. Bỗng nhiên, cửa mở ra, mấy chục người Chu Gia vọt ra. Chu gia gia chủ lạnh giọng quát lên, chớ làm tổn thương người vô tội ha ha, không sợ mình chúng ta, đương nhiên sẽ không làm tổn thương người vô tội. Lão già bên cạnh thất tinh, cười lạnh mở miệng. Khi lời này của lão già phát ra, càng ngày càng nhiều người đi đường tụ tập tại ở trước cửa nhà, bàn tán ẩm ý. Thế gia nhận được thất sát lệnh, không có lấy một người có thể sống sót. Theo những người bên ngoài, tất cả thành viên của Chu gia chắc chắn phải chết. Sau ngày hôm nay, Chu gia sẽ không còn tồn tại. Tôi muốn hỏi một chút, Chu gia chúng tôi đắc tội với không sợ minh các người khi nào. Chu gia gia chủ vô cùng nghi ngờ, chu gia bọn họ và không sợ minh, cho tới bây giờ cũng chưa từng đồng thời xuất hiện bao giờ, làm sao bỗng dưng lại bị không sợ minh phát thất sát lệnh. Không có gì, vị trí khu vực chu gia các người không tệ, phong thủy cũng được, không sợ minh bọn ta muốn ở chỗ này mở ra một chi nhánh. Lão già bên cạnh thất tinh mở miệng cười cười, nói như đúng rồi. Ông, ông nói cái gì, Chu gia gia chủ giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ vì vậy liền muốn hủy diệt Chu gia ta. Nếu như các người thích, Chu gia ta một xu cũng không lấy, nhưng cho các người là được. Ha ha, người đây là muốn bố thí cho không sợ minh chúng ta. Lão già mặt đầy vẻ khinh thường. Audio điện tử võ tấn bền. Không sợ minh bọn họ, từ trước đến giờ đều là như thế, yêu thích liền cướp, về phần người bên cạnh, muốn giết liền giết, chủ yếu nhìn tâm tình loại vật như lý do lý chấu, cũng không mấy quan trọng. Cũng không phải là bố thí, tôi hy vọng ông không nên xuyên tạc ý của tôi. Đây là trao đổi, dùng bảo địa phong thủy các người xem trọng, đổi lấy tánh mạng một nhà chúng tôi. Chu gia gia chủ nhẫn nại nhìn chằm chằm lão già, mở miệng giải thích. Đối với không sợ minh, Chu gia gia chủ sợ hãi từ đáy lòng. Đây là một thế lực lấy sát phạt làm niềm vui, bị không sợ minh để ý, đại biểu cho bất hạnh và tai nạn nói nhảm không cần phải nói, nếu như là đã nhận được thất sát lệnh của không sợ minh chúng ta, kết quả chu ra các ngươi, đã sớm được định đoạt vào ngày đó từ khi nhận được thất sát lệnh. Lão già hừ lạnh một tiếng, chợt phất ống tay áo, giết. Theo mệnh lệnh của lão già vang lên, mười mấy thành viên của không sợ minh mặc quần áo trắng, sau lưng viết hai chữ to, không sợ, trong nháy mắt phóng tới đám người chu ra. Cha, đừng nói nhảm, vô dụng, hôm nay liền liều mạng với bọn hắn. Chu Vu một người một ngựa, đánh thẳng vào đám người không sợ minh, cũng không có ý định lui về sau nửa bước, lập tức nghênh đón. Nhưng mà, dù công phu võ thuật của Chu Vu vốn không tệ, nhưng so với thành viên không sợ minh, lại vẫn kém một chút. Chỉ bất quá mấy hơi thở, cả người Chu Vu thật giống như diều đứt dây, bị thành viên không sợ minh đánh bay. Trong lúc nhất thời, tiếng gào thét cùng tiếng mắng chửi vang lên không ngừng. Chu gia mặc dù số người đông đảo, nhưng đối mặt với tinh anh không sợ minh, vẫn là binh bại như núi đổ chỉ có thể liều mạng. Thực lực chênh lệch quá lớn, vì vậy cũng không hề có chút hiệu quả nào. Giờ phút này, lão già bên cạnh thất tinh bỗng nhiên động một cái, giơ tay lên nắm lấy cổ của Chu gia gia chủ. Chu gia gia chủ hai chân rời khỏi mặt đất, sắc mặt là một màu đỏ hồng, hô hồ hấp cực kỳ khó khăn. Ngoài cửa Chu gia, người vây xem càng ngày càng nhiều. Mọi người đều thấp giọng bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng không ai dám tiến lên nói một câu không sợ minh không đúng. Chân mày Diệp Oản Oản nhíu sâu lại, mặc dù nàng có lòng muốn giúp Chu ra, nhưng cũng không biết nên hành động như thế nào, cũng biết chính mình không thể ra sức. chương 1282, ta con miệng nó không có con. Bây giờ, Diệp Oản Oản đối với không sợ minh, đã nhận biết được đại khái. Chỉ từ phong cách làm việc của không sợ minh độc lập châu, nếu bây giờ chính mình dám tiến lên nửa trước bước, hoặc lên tiếng ngăn lại, chỉ sợ đều sẽ dẫn tới hỏa sát thân. Trong ngực của Diệp Oản Oản, Cầu Cầu nhìn một màn trước mắt, sắc mặt phồng đỏ, lại cũng không biết là lấy khí lực từ nơi nào, trong nháy mắt tránh thoát khỏi Diệp Oản Oản, chạy thẳng về phía trước. Cầu Cầu, thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, muốn ngăn trở cũng đã không kịp. Ê a, à. Cầu Cầu chạy đến bên cạnh lão già không sợ minh kia, dùng đầu hung hăng đánh thẳng về phía lão thằng chó con ở đâu ra thế này? Lão già nhất thời giận dữ, cánh tay phải khẽ vung lên, trong nháy mắt đem chu ra ra chủ quật ngã, lại tóm lấy cầu cầu ở trước mặt mình. Trẻ con, trẻ con là vô tội đấy. Dừng tay, dừng tay, thấy vậy, chu phu nhân kinh hãi đến biến sắc. Hư, con nhỏ tuổi, không biết trời cao đất rộng, xem ra cũng là một gã tiểu quỷ đoàn mệnh, không sống quá ngày hôm nay. Lão già một tay đem cầu cầu dơ lên, có vẻ như muốn quật cậu bé xuống dưới đất. Chính là ở trong trước mắt này, Diệp Oản Oản cơ hồ cũng đã suy nghĩ kỹ, theo bản năng nhảy ra, ngăn ở trước người lão già, dừng tay. Nghe vậy, chân mày lão già không sợ mình hơi hơi nhíu lên, thần sắc có chút hướng hờ nhìn về phía Diệp Oản Oản. Ngươi, cũng muốn chết, lão già nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sắc mặt chợt có chút âm trầm. Ngược cũng có hứng thú, hiện nay, ngay cả một con nhãi danh, cũng dám mạo phạm tới không sợ minh bọn họ ta bảo ngươi dừng tay, ngươi điếc con mẹ nó rồi hả? Thậm chí ngay cả trẻ con cũng đều không buông tha, quả thật là muốn phát điên. Còn không đợi lão già không sợ mình tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục từ trong ngực. Nòng súng đen nhánh lạnh như băng, trong nháy mắt chỉa vào trên đầu của lão già. Súng lục, ngươi, cảm nhận được cảm giác lạnh giá đến thấu xương, sắc mặt ông lão hơi đổi. Tại độc lập châu, lại có người dám mang theo súng ống bên người, hơn nữa còn dám lấy ra ở trước mặt mọi người. Coi như là không sợ minh bọn họ, cũng không có lá gan này. Đây là quy tắc xưa nay của độc lập châu, tứ đại gia tộc cũng được, những thứ cổ tộc lánh đời kia cũng được, cho dù là võ đạo liên minh được coi như là thế lực chấp chính độc lập châu, cũng không có can đảm này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nữ nhân này lại thực sự dám móc súng lục ra, chĩa vào đầu của hắn. Hơn nữa cảm nhận này, tuyệt đối không phải là hàng giả. Vào giờ phút này, đám người tất cả đều xôn xao. Cơ hồ tất cả người đi đường đang vây xem, nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần cổ quái, thậm chí rất nhiều người coi nàng như kẻ thù. Tại Độc Lập Châu đừng nói sử dụng súng ống, dù cho chỉ là mang theo súng ống bên người bị người khác phát hiện, mỗi một thành viên của Độc Lập Châu đều có nghĩa vụ đem đánh chết. Đám người chu ra gia chủ dối giết kinh ngạc nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản. Không nghĩ tới, trên người của diệp oản oản lại mang theo súng ống chu phu nhân nhìn diệp oản oản muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không thể nói ra từ một khắc kia khi diệp oản oản lấy súng ra kết quả của nàng đã được định trước chỉ sợ là sẽ vô cùng bi thảm ha ha vị tiểu thư này cô hẳn là biết quy củ của độc lập châu tại độc lập châu không cho phép mang theo mang súng hậu quả này chính cô hẳn là cũng biết rồi đi coi như cô không lo nghĩ cho chính cô Cô cũng phải vì cha mẹ của cô, con của cô mà lo nghĩ." Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười một tiếng, nhẹ nhàng từng bước từng bước dụ dỗ, ngược lại cũng không dám đem cầu cầu ném xuống mặt đất. "Ta con nguyện nó không có con." Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, lại nói, "Đem đứa bé để xuống." Chương 1283, không phải là quy củ của ta. "Được, được rồi, cô đừng kích động, tôi đem đứa bé để xuống." lão già dùng ngữ điệu mềm mỏng cơ hồ vô cùng sợ trong lúc kích động nàng sẽ đem hắn bắn nổ đầu rất nhanh lão già đem cầu cầu nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất sau khi hạ xuống chu phu nhân lập tức tiến lên một tay đem cầu cầu ôm vào trong ngực ha ha vị tiểu thư này cô có gì suy nghĩ không thông lại nhất định phải tự mình muốn chết mang theo súng lục cô xem tôi cũng đã làm theo yêu cầu của cô rồi hiện tại chúng ta có thể nhã nhận ôn hòa trò chuyện một chút hay không lão già giơ hai tay, nhẹ giọng cười nói. Bây giờ, thành viên không sợ mình cũng ngừng lại. Độc lập châu này, có người lại dám ở trước mặt mọi người lấy súng lục ra, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy, xưa nay chưa từng có. Làm sao, người không phải là không sợ, sao? Người không phải là không sợ hãi sao? Sợ rồi hả? Diệp oản oản dùng họng súng đỡ lấy đầu của lão già, sắc mặt lạnh vô cùng sát khí cùng lãnh khí trong mắt cô gái khiến lão già không hiểu sao bỗng sững sờ, vị tiểu thư này, quy củ độc lập châu chúng ta. Ngậm con miệng nó quy củ độc lập châu lại cho ta. Đó là quy củ của các ngươi, không phải là quy củ của ta. Diệp oản oản lạnh giọng mở miệng. Trong đám người, thiếu niên thất tinh vẫn luôn lạnh giá trong nháy mắt khi tiếng nói của Diệp oản oản rơi xuống, trong ánh mắt lần nữa thoáng qua vẻ hoài nghi. Cô gái này, ha 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 ha, được, được nha, thật là lâu không gặp được một cô bé thú vị như vậy rồi. Lão già đầu tiên là sướng sờ, ngay sau đó đột nhiên cười lớn. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn lão già chầm chầm, hiện tại, mang theo người của ngươi, lập tức rời khỏi chu gia. Chợt, sắc mặt ông lão dần dần lạnh xuống, đổi giọng gần từng chữ từng chữ một mở miệng, vị tiểu thư này. Sự kiên nhẫn của ta, cũng là có hạn, cùng lắm, ta với ngươi một mạng đổi một mạng, ta là người của không sợ minh, ta không sợ chết, người hẳn là biết tác phong làm việc của không sợ minh chúng ta. Mỗi một thành viên của không sợ minh đều nổi danh là không sợ chết. Diệp Oản Oản đã từ sớm trong lúc cùng người của Chu gia tán gẫu nghe nói qua. Chẳng qua là, Diệp Oản Oản thật sự không tin, đám người này thật đúng là không sợ chết. Họng súng đỡ lấy đầu, vậy mà cũng không sợ. Người thật kiên cường như thế mới tốt, ta đếm 321, nếu như người không làm theo yêu cầu của ta, ta liền nổ súng. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà nhìn chằm chằm lão già, mở miệng nói: "Nếu như đổi lại là mấy ngày trước, coi như đánh chết Diệp Oản Oản cũng không dám tưởng tượng, chính mình lại dám cầm súng kê vào đầu của thành viên Không Sợ Minh, lại còn uy hiếp hắn." Nàng thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Nhưng mà bây giờ sự tình đã biến thành như vậy, coi như nàng bị hù dọa muốn chết, cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục. Nàng biết, ở trước mặt những người này, chỉ cần nàng hơi hơi yếu thế một chút, cũng sẽ bị ăn đến xương đều không thừa. Từ lúc nàng lựa chọn bước vào Độc Lập Châu, liền biết rõ, sau khi đã đến nơi có nghĩa là tất cả mọi chuyện nàng đều phải dựa vào một thân một mình, không một ai có thể giúp nàng. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, lạnh giọng mở miệng đếm số. 3, 2, 1. Lời của Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, cơ hồ không hề do dự chút nào, nàng trong nháy mắt bóp cò. Nhưng mà khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là lão già kia. Lại thực sự con mẹ nó không sợ chết, vẫn là thân thể thẳng tắp, lại còn bày ra bộ dáng thấy chết không sờn. Cạch, cạch cạch. Diệp Oản Oản liên tục bóp cò mấy lần, nhưng mà chỉ có âm thanh cò súng vang lên, họng súng lại không hề có chút tia lửa nào bắn ra. Vào giờ phút này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức thật giống như tiếng tim đập cũng có thể nghe được chương 1284, nữ nhân kia là quái vật sao? Trước mắt, có hai chuyện, ngoài dữ liệu của Diệp Oản Oản. Chuyện thứ nhất, lão già thật sự không sợ chết, từ đầu đến cuối không hề nhả ra. Chuyện thứ hai, súng lục của nàng, hình như là từ hôm bơi ở biển, đã tạch rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Diệp Oản Oản, sau khi chính mình đếm tới một, lão già khẳng định sẽ bị hù dọa đến mức xón đái ra quần, quỳ sụp xuống đất sau đó mình đưa súng lên trời nổ một phát súng bắn chỉ thiên, chân áp toàn trường, trong nháy mắt đe dọa được đám người không sợ minh. Nhưng mà, ý tưởng rất tốt đẹp, thực tế, dường như có chút tàn khốc. Ngại quá, người chờ ta một chút. Diệp Oản Oản liền vội vàng mở băng đạn ra, nhưng lại phát hiện, trong băng đạn cũng không có lấy một viên đạn. Mãi đến lúc này, Diệp Oản Oản lúc này mới nhớ ra, mình ban đầu mặc dù mua súng ống phòng thân, nhưng cũng không lên đạn sẵn trong nòng sau đó, dường như toàn bộ đạn đều rơi trong lúc đi biển. Ánh mắt đám người không sợ minh cùng những người vây xem, dối giết rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Trong lúc nhất thời, bầu không khí quả thực có chút hơi lúng túng. Nhìn thấy khuôn mặt lão già âm trầm đến cực hạn, Diệp Oản Oản lập tức hạ giọng, mặt đầy nghiêm túc, lão nhân ra, ông xem đấy. Ông tuổi tác cũng đã cao, tay chân của quảng, không lo ở nhà hưởng phúc, cả ngày chạy đi chém chém giết giết, thế này không tốt lắm đâu tôi chính là cầm súng lục đồ chơi giúp ông khuấy động bầu không khí thuận tiện mua vui một chút lão nhân ra, ông cao tuổi như vậy cũng đã sắp tèo đến nơi rồi hẳn là sẽ không cùng loại người trẻ tuổi như tôi so đo chứ mọi người chu ra thành viên không sợ minh thất tinh người đi đường vây xem được rồi thấy người tuổi còn trẻ không hiểu chuyện trên dưới hôm nay liền không so đo với người người đi đi lão già thở dài một tiếng lắc đầu một cái. Nghe được lời nói này, ánh mắt Diệp oản oản sáng lên, lão già kia, à nhầm, lão nhân ra, ông nói thật, để cho tôi đi. Ha ha, người trẻ tuổi, ta cũng là đùa giỡn với ngươi, lão già mặt đầy nụ cười lạnh giá. Lão nhân ra, ông thật là vui tính, ánh mắt của Diệp oản oản đảo đảo chung quanh, chuẩn bị sẵn tinh thần đánh bài chuồn bất cứ lúc nào. Chết đi cho ta, bỗng nhiên, lão già gầm lên một tiếng, cơ hồ dùng toàn lực tung ra một trường, đánh thẳng về phía Diệp Oản Oản. Thật là nhanh, cảm nhận được lực đạo cùng tốc độ của lão già không sợ minh này, thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời đại biến. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm nhận được hơi thở của sự nguy hiểm, dưới một trường này, cơ hồ không kịp có phản ứng hay đánh trả lại. Trong phút chốc, trong đầu Diệp Oản Oản trống rỗng, thân thể theo bản năng hơi nghiêng về bên trái, thân pháp thoạt nhìn linh giật bồng bềnh, mờ ảo như cầu vồng sau cơn mưa rào, quỹ đạo cực kỳ quỷ quyệt khó đoán. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lần nữa theo bản năng nhấn một ngón tay, hung hăng đụng vào trên ót của lão già. Chỉ nghe, ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể của ông lão bắn ngược lên không, cả người phảng phất như bị xe lửa va chạm. Ở dưới ánh mắt không dám tin của đám người không sợ minh, thân thể lão già trực tiếp bị đánh văng vào trên cửa sắt của Chu gia, thậm chí đem cửa sắt đụng tới mức lõm xuống một miếng. Mắt thấy vậy, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nữ nhân kia là quái vật sao? Ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng là mặt đầy mộng bức, nàng mới vừa rồi đã làm gì? Một vị thành viên lớn tuổi của Không Sợ Minh, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chuyện này làm sao có thể là là thân pháp cùng chỉ pháp võ học độc nhất của Minh chủ? Vào giờ phút này, ngay cả Thất Tinh ở một bên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cấu tạo cơ thể của Minh Chủ không sợ Minh bọn họ có chút đặc thù, từ nhỏ bị nghiêm khắc huấn luyện, cho nên chiêu thức võ thuật cùng kỹ thuật sát thủ của tóc húi cua ca đều hoàn toàn được phát triển dựa trên đặc thù của cơ thể. Ở trên đời này, không có khả năng có người thứ hai có thể học được. Cho dù là học được, cũng không có khả năng phát huy ra uy lực giống như đúc với thời điểm Minh Chủ thi triển chiêu thức. Trước đó, hắn cứ không khỏi cảm thấy, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác đặc biệt quen thuộc chẳng lẽ? chương 1285, cảm giác bị đánh này quá quen thuộc. Chuyện này, chuyện này làm sao có thể? Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người của không sợ minh đều chố mắt nhìn nhau, mặt đầy vẻ kinh ngạc sợ hãi. Thành viên không sợ minh ở đây, có mấy người là thành viên tương đối lâu năm của không sợ minh, cho nên đối với chiêu thức võ học của minh chủ nhà bọn họ cũng không mấy xa lạ. Nhưng mà, minh chủ ban đầu nói muốn về nhà thăm cha mẹ, sau đó ngay cả tin tức cũng hoàn toàn không có lại không bao giờ xuất hiện nữa không sợ minh từng tiêu tốn rất nhiều thành viên cùng thời gian để đi tìm minh chủ chỉ tiếc nhiều năm qua lại không hề tiến triển chút nào thất tinh chân chối nhìn chòng chọc cô gái mặt đầy vẻ nghi ngờ không thôi ngài ngài là minh chủ đại nhân một thành viên không sợ minh trong số đó nhìn chăm chăm diệp oản oản trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ và hoảng sợ Lão già mới vừa rồi bị Diệp Oản Oản dùng một chỉ đánh bay, khóe môi trào ra một vết máu đỏ thấm, sắc mặt đại biến. Từ lực đạo và góc độ của chỉ pháp vừa rồi mà nói, cô gái này và minh chủ năm đó giống nhau y hệt. Ngươi, ngươi, năm đó, lão ta thường xuyên làm bao cắt sống để minh chủ luyện tập. Mới vừa rồi, trong nháy mắt khi cô bé này ra tay, lão càng cảm thấy mình như quay ngược thời gian, về thời điểm xa rất xa đó cùng minh chủ bồi luyện. Cái cảm giác bị đánh này, Quá quen thuộc. Minh, Minh chủ, lão già nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thân thể khẽ run, chậm rãi đi tới Oản Oản, khó tin mở miệng. Minh chủ, là ngài à? Lão già thất thần nhìn lấy Diệp Oản Oản, đáy mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Một chiêu vừa rồi của Diệp Oản Oản hoàn toàn là hành vi trong tiềm thức bộc phát dưới nguy cơ mãnh liệt, thời điểm nàng lại muốn tiếp tục, trong đầu lại trống rỗng rồi. Trong lúc nàng đang lo lắng, liền đột nhiên nghe được người của Không Sợ Minh nhìn chằm chằm nàng gọi nàng là minh chủ, nhất thời bối rối một chút. Nàng tự nhiên biết rõ, minh chủ không sợ minh, chính là kẻ cùng hung cực ác trong truyền thuyết, mất tích nhiều năm, tóc húi cua ca. Nhưng những người này, còn có lão già hung thần ác sát đó nhìn chằm chằm nàng, kêu nàng minh chủ là có ý gì. Lúc này, trong đầu diệp oản oản linh quang lóe lên, chợt nhớ tới, thời điểm tại Hoa Quốc, từng gặp những thành viên bị trục xuất khỏi không sợ minh khi đó bọn họ cũng đem mình nhận nhầm thành không sợ minh minh chủ. Chẳng lẽ, chính mình cùng không sợ minh minh chủ thật sự có chỗ nào đó tương tự? Nếu không bọn họ không có khả năng nhiều lần nhận sai lặp đi lặp lại như vậy. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu Diệp Oản Oản, nhưng những thắc mắc vốn muốn bật thốt lên toàn bộ đều nuốt trở vào. Nếu như nàng phủ nhận nàng không phải là không sợ minh minh chủ, chỉ sợ chính mình cùng tất cả mọi người chu ra đều chết chắc nếu bọn họ đã nhận lầm mình thành minh chủ không sợ minh. Vậy không bằng tương kế tự kế. Đến lúc đó, không chỉ có thể cứu được Chu gia, ngay cả mình cũng có thể sống sót. Nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt Diệp Oản Oản lập tức thay đổi. Mặc dù nàng hoàn toàn không biết minh chủ không sợ minh có hình dáng gì, bất quá, căn cứ tin đồn từ ngoại giới, tính cách của gã tóc húi cua ca đó cũng có thể hơi hơi đoán ra được một chút. Ngược lại đều là đường chết, không bằng liều một lần là thời điểm thể hiện ra kỹ thuật diễn xuất chân chính của nàng. Sau khi Diệp Oản Oản nghe đến tiếng kêu, minh chủ của lão già, bày ra bộ dáng không thèm đếm xỉa tới, mặt đầy vẻ chán ghét nhìn lướt qua lão già, kêu cái rắm. Sau khi tiếp xúc biểu tình ghét bỏ của cô gái, lão già lại giống như là càng xác định, lão đảo đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, thuộc. Thuộc hạ vô năng, ngay cả một chiêu của minh chủ ngài cũng đều không tiếp nổi, mong rằng minh chủ thứ tội không phải là thuộc hạ vi phạm minh chủ dạy bảo, không dốc lòng tu luyện võ thuật, mà là, mà là thật sự quá lớn tuổi. chương 1286, cô thật sự là tỷ tỷ. Lão già vừa còng lưng cúi đầu nơm nớp lo sợ giải thích, vừa cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô gái, tiếp tục nhận sai, minh chủ, mới vừa rồi là thuộc hạ có mắt như mù, lại có thể không thể nhận ra ngài. Lão già nói xong, đáy mắt thoáng qua một vệt tinh quang, tiếp tục mở miệng nói, chẳng qua là, mới vừa rồi, vì sao minh chủ ngài? Lại không nói rõ thân phận. Quả nhiên là không dễ dao động như vậy, đây là đang thử thăm dò nàng đây. Diệp Oản Oản suy đoán cách nghĩ của tóc húi cua ca một chút. Nếu như nàng ở bên ngoài phóng đãng lâu như vậy không quay về, nếu như không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy khẳng định chính là vẫn chưa chơi chán nên không muốn trở về thôi. Vì vậy, Diệp Oản Oản, si, một tiếng, nói cái gì mà nói. Đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói bậy bạ. Ai nói ta là minh chủ của các ngươi rồi hả? Nếu như Diệp Oản Oản nói thẳng mình chính là minh chủ của bọn họ, bọn họ có khả năng còn chưa tin, nhưng Diệp Oản Oản dùng phương pháp ngược lại, đột nhiên phủ nhận, bọn họ liền bối rối. Lão già quả nhiên sửng sốt, ngay sau đó nhất thời mặt đầy đau khổ, nhìn biểu tình kia dường như muốn khóc, minh chủ, ngài đừng đùa nữa mà. Cõi đời này trừ ngài, còn có ai có khả năng sử dụng ra chiêu mới vừa rồi được? cảm giác ngài đánh thuộc hạ, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không nhận lầm đâu. nếu minh chủ ngài lần này trở về rồi, cầu xin ngài ngàn lần vạn lần chứ có chạy nữa. bởi vì ngài rời đi quá lâu, mấy năm nay có thay đổi rất lớn về tướng mạo, cho nên thuộc hạ trong lúc nhất thời cũng không thể lập tức nhận ra ngài. xin minh chủ thứ tội. nghe thấy lão già nói như vậy, diệp hoàn hoàn mới tỏ vẻ muốn lảng tránh nhưng cuối cùng, bất đắc dĩ, bị phát hiện, phiền toái. Lão già liền vội vàng nịnh hót vuốt mông ngựa, tại độc lập châu, dám cầm súng đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có minh chủ ngài. Mới vừa rồi tại sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ? Lão già nói xong, ít nhiều có chút ảo não. Nếu như có thể thông qua chi tiết đó để phát hiện ra minh chủ sớm hơn một chút, chính mình cũng không đến nỗi bị đánh như vậy. Cô, thiếu niên thất tinh ngơ ngác nhìn chăm chú cô gái trước mặt mình. Diệp Oản Oản mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền chú ý đến thất tinh, nhất thời lông mau cả người đều dựng đứng cả lên rồi. Tiểu thiếu niên này cũng không phải là nhân vật dễ trêu so với lão già này còn khó đối phó hơn. Diệp Oản Oản tận lực ổn định tinh thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc bình tĩnh hướng về thiếu niên nhìn lại. Cô, thật sự là tỉ tỉ, thất tinh tiến lên một bước, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh rất khó nhận ra. Tỉ tỉ, Diệp Oản Oản nghe vậy, trong lòng kinh ngạc sao rồi gã thất tình của không sợ minh này là em trai minh chủ sao em trai ruột hay là người quen vô luận là loại nào nếu như là đối đãi với lời của đệ đệ phương thức nói chuyện cùng ngữ khí kia có phải là nên có chút thay đổi hay không nhìn tác phong làm việc của không sợ minh thân là minh chủ tóc húi cua ca nhất định là đại hung đại ác nhân người như vậy đối với em trai rốt cuộc nên có dạng thái độ gì cảm giác này dường như có chút không nắm chắc được à nha thất tinh làm sao không nhận biết tỉ tỉ sau khi hơi suy nghĩ một chút diệp oản oản thay đổi phương thức nói chuyện của chính mình thêm vào đó một chút ôn nhu và nhớ nhung nhưng cũng không mất đi sự uy nghiêm chắc là loại cảm giác này đi trái tim diệp oản oản đều thoát lên tới cổ họng vào giờ phút này có khả năng một chữ nói sai của nàng chính là họa sát thân thất tinh nhìn nàng chằm chằm Im lặng không nói gì, thần sắc tựa hồ có chút phức tạp. Lúc này, thành viên khác của Không Sợ Minh cũng đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Nàng nhất định là minh chủ tóc húi cua ca của chúng ta. Nếu không, làm sao có thể sẽ có độc chiêu của tóc húi cua ca được? Năm đó thất gia xin minh chủ dạy cậu ta một chiêu nửa thức, nhưng mà thiên phú của thất gia, học nửa năm cũng không học được." Một thành viên Không Sợ Minh nào đó, mặt đầy kích động nói chương 1287, cung nghênh minh chủ trở về. Nghe vậy, trong lòng Diệp Oản Oản thầm đưa một ngón tay cái lên cho vị thành viên không sợ minh này. Tiểu tử này, vẫn rất có tiền đồ. Bất quá, minh chủ mất tích đã lâu, đều nói con gái lớn sẽ lột xác, quả thật đúng là không nhận ra được, thật giống như về mặt khí chất, có một số điểm khác biệt. Một vị thành viên không sợ minh khác, thần sắc có chút nghi ngờ. Lúc này, ở trong lòng Diệp Oản Oản đã đem tổ tông 18 đời của gã thành viên không sợ Minh này đều chửi một lần. Giống như tên tiểu tử này, chả có chút tiền đồ nào. Lúc này lão già lại xít tới nịnh hót, tóm lại, Minh chủ ngài trở lại là tốt rồi. Cung nghênh Minh chủ trở về. Một bên, Thất Tinh nghe vậy, từ chối cho ý kiến, chẳng qua là nhìn dáng dấp rõ ràng không hề tin tưởng hoàn toàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khiến cho Diệp Oản Oản quả thật cảm thấy như có gai ở sau lưng khi tiếng nói của lão già rơi xuống các thành viên khác cũng rối rít phụ họa cung nghênh minh chủ trở về cung nghênh minh chủ trở về âm thanh kia vang dội cả con đường vào giờ phút này những người của chu gia cùng những người vây xem ở chung quanh đã hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ không sợ minh minh chủ mặc dù là vô cùng thần bí không có ai thấy qua diện mạo thật sự của nàng nhưng danh tiếng kia quả thật như sấm bên tai ở trên độc lập châu từ những lão nhân sắp xuống lỗ cho tới những đứa trẻ mới học nói có người nói không biết danh tiếng của tóc húi cua ca tóc húi cua ca mất tích nhiều năm như vậy hôm nay trở lại hừ vậy còn có thể nhầm được sao ngay cả thành viên của không sợ minh đều đã nhận nhất định là tóc húi cua ca không sai trời ơi tóc húi cua ca lại xinh đẹp như vậy à ta vẫn cho rằng tóc húi cua ca là một gã mập tai to xấu xí ha ha đẹp thì có tác dụng chó gì, chỉ là một lớp túi da mà thôi, bên trong túi da đó, lại là một bộ lòng dạ rắn rết thì có. Người muốn tìm chết à, nhỏ tiếng một chút, ngàn vạn lần chớ để bị nghe thấy. Nếu không, người chờ bị không sợ mình cắt rơi đầu đi. Từng người một của Chu gia chố mắt nhìn nhau, từ trong con ngươi đều có thể nhìn ra thần sắc khó tin. Nhất là Chu gia gia chủ, Chu phu nhân, Chu Vu ba người, hoàn toàn thất thần đánh chết bọn họ cũng không cách nào nghĩ đến nữ nhân coi như là sống chung cũng không tệ với bọn họ lại có thể sẽ là cái thứ ăn thịt người trong truyền thuyết minh chủ không sợ minh cô không phải cô nói chính mình cũng không phải là người của độc lập châu đi tới độc lập châu là để tìm kiếm bằng hữu sao chu vu khó tin nhìn chăm chăm diệp oản oản tâm trạng bất phục vô luận chu vu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra cô gái mình cứu được từ trong tay đội giám sát của võ đạo liên minh công hội lại sẽ là minh chủ không sợ minh. Một bên, chu gia gia chủ trầm giọng mở miệng, vị minh chủ đại nhân này tâm tính quỷ quyệt, chưa bao giờ xuất bài theo lẽ thường. Tâm tư của nàng, không phải loại người như chúng ta có thể suy đoán. Tỷ tỷ, giờ phút này, thất tinh nhìn chầm chầm diệp oản oản đánh giá, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ nghi ngờ. Cô gái trước mặt này, thật sự là bạch phong tỷ tỷ sao? Con vớt tơ, không hiểu lắm, chắc tác ghi nhầm, mặc dù chiêu thức võ thuật giống nhau nhưng luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng dung mạo cũng chỉ hơi tương tự một chút vô luận là thật giả người này đều phải mang về là thực thì tốt nhất nếu như là giả nếu tỷ tỷ đã trở về rồi vậy hãy đi về trước thông báo cho mọi người chỉ chốc lát sau thất tinh khôi phục vẻ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng nói nghe được lời ấy của thất tinh trong lòng diệp oản oản trầm xuống gã thất tinh không sợ minh này dường như căn bản là không hề hoàn toàn tin tưởng chính mình. Đúng đúng đúng, minh chủ trở về, đây là hỷ sự to lớn, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho mọi người. Minh chủ, chúng ta đi về trước, đi về trước. Lão già mặt đầy kích động. Chương 1288, dê vào miệng cọp. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, lão già lại nói, vậy. Minh chủ, cái chu gia này phải nên xử trí như thế nào đây? Trước đây không sợ minh vốn dự định tiêu diệt chu gia ở chỗ này thành lập địa bàn chi nhánh của không sợ minh chỉ bất quá lão già cũng không ngốc vào lúc này minh chủ bỗng nhiên xuất hiện tựa hồ làm chỗ dựa cho chu gia hoặc là minh chủ và chu gia có chút quan hệ Sử trí diệp oản oản cười lạnh một tiếng người nói sao lão già nhất thời sợ hãi đến run rẩy liền vội vàng nhìn về phía mọi người chu gia chắp tay nói các vị đều là người mình hôm nay đây là lũ lụt dâng tới miếu Long Vương, hy vọng các vị cũng đừng quá để ý, hiểu lầm mà thôi, nếu các người sớm nói các người là bằng hữu của Minh Chủ, làm sao còn có việc này xảy ra. Chu gia gia chủ cùng cả đám thật là có miệng nhưng khó trả lời, bọn họ làm sao biết, Diệp Oản Oản lại sẽ là Minh Chủ không sợ Minh. Tỷ tỷ, cùng chúng ta trở về đi thôi, ánh mắt thất tinh rơi vào trên người Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Chu gia xử trí như thế nào, có diệt hay lưu lại, cũng không còn quan trọng. Bây giờ, việc cần thiết trước mắt là tra rõ cô gái trước mặt này, đến cùng có đúng là minh chủ không sợ minh hay không. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản hơi có chút nôn nao, nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ phong khinh vân đảm. Lần này nếu như mình thật sự theo đám người thất tinh trở về không sợ minh, há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Với phong cách làm việc của không sợ minh, nếu để cho bọn họ biết được chính mình giả mạo tóc húi cua ca, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ Diệp Oản Oản đã không còn tâm tư để quản những người này tại sao lại đem chính mình cho là minh chủ không sợ minh, nàng chỉ muốn mau chóng thoát thân rời đi. Thất tinh, ta còn có chút một ít chuyện cần xử lý, chờ ta làm xong chuyện của chính mình, tự nhiên sẽ trở về. Diệp Oản Oản lên tiếng nói. Nhưng mà, thất tinh cũng không có ý tứ để sổng Diệp Oản Oản, quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, tiếp tục mở miệng, tỉ tỉ, thiên đại sự, cũng phải đợi sau này hãy nói. Trước mắt, không sợ mình có chuyện trọng yếu hơn cần tỷ tới xử lý. Thất tinh nói xong, không cho Diệp Oản Oản bất kỳ cơ hội phản bác nào, đã xoay người đi ra ngoài. Minh chủ, chúng ta đi thôi. Tất cả mọi người nhiều năm như vậy, đều đang đợi Minh chủ trở lại. Bây giờ, thế cục bên trong không sợ Minh chúng ta cũng không ổn, đã sớm chia ra làm hai phe. Minh chủ thật sự nếu không trở về, không sợ Minh cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ tan giã. Lão già thở dài một tiếng trong miệng lão già này bất đắc dĩ, nhưng Diệp Oản Oản còn bất đắc dĩ hơn so với hắn. Không sợ mình chia rẽ, có quan hệ gì với nàng. Chỉ bất quá, chính mình bây giờ, cũng là tình thế cưới hổ khó xuống. Gã thất tinh kia vốn là đang hoài nghi thân phận của nàng, nếu như chính mình cố ý không cùng bọn họ trở về, tất nhiên sẽ bị thất tinh nhìn ra bản thân mình đang trột dạ. Tới lúc đó, lại càng khó xử lý. Cuối cùng, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, theo thất tinh cùng đám người không sợ minh rời đi. Chu gia chủ, Chu phu nhân, đa tạ mấy ngày nay hậu đái. Trước khi chuẩn bị rời đi, Diệp Oản Oản hướng về Chu gia gia chủ cùng phu nhân thấp giọng nói cảm ơn. Đối với Chu gia, Diệp Oản Oản cảm kích tự đáy lòng. Những ngày qua sau khi đi tới Độc Lập Châu, nếu như không có Chu gia, sợ rằng nàng đã sớm bị đội giám sát bắt lấy, khó giữ được mạng nhỏ này. Rất nhanh Diệp Oản Oản lên xe, cùng thất tinh song song ngồi ở đằng sau. Dọc theo con đường này, thất tinh thần sắc lạnh lùng, ngậm miệng không nói. Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu hiện của thất tinh, bỗng có một cảm giác có điểm xấu hiện lên ở trong lòng. Thất tinh căn bản không hề coi nàng là là không sợ minh minh chủ, nếu không, hẳn không thể nào lại có thái độ như vậy. Chuyến đi này, thật đúng là dê vào miệng cọp, sinh tử chưa biết được chương 1289, lăn lộn vào đại bản doanh. Khó giải quyết là, Diệp Oản Oản hoàn toàn không nắm được, cái gã thất tinh này cùng tóc húi cua ca rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Là chị em ruột, hay là biểu tỷ đệ, hoặc cũng có thể là đường tỷ đệ gì gì đó? Đối với không sợ mình cũng được, tóc húi cua ca cũng được, Diệp Oản Oản căn bản cũng không biết. Chuyện này đến cuối cùng, chỉ sợ nhất định sẽ bị lộ tẩy. Diệp Oản Oản vắt hết óc, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nửa đường chuồn đi, chỉ tiếc, thất tinh hoàn toàn không hề cho nàng một chút cơ hội mảy may nào. Chiếc xe cứ bon bon chạy, không hề dừng lại một chút nào đã tới nơi. Ước chừng khoảng nửa ngày sau, cảnh tượng phía trước hiện ra vô cùng phồn hoa, ngựa xe như nước, người đến người đi, qua lại không dứt. Nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa trong đại thành thị, lại căn cứ theo những gì mà mọi người chu ra miêu tả, Diệp Oản Oản suy đoán, nơi này hẳn là thành phố trọng yếu nhất độc lập châu, Vân Thành. Nhiếp, Kỳ, Thẩm, Lăng, trụ sở chính của tứ đại thế gia này, tất cả đều ở tại Vân Thành, bao gồm cả võ đạo liên minh công hội, thậm chí còn là học viện lính đánh thuê. Trình độ phồn hoa này, so với Đế Đô Hoa Quốc, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, diện tích Vân Thành lại càng rộng bao la, so với Đế Đô cũng lớn hơn quá nhiều. Bao nhiêu năm cũng không trở lại Vân Thành, Diệp Oản Oản làm bộ làm tịch mở miệng nói. Nhưng mà thất tinh lại vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Oản Oản không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, đứa nhỏ này thích làm khó nhau vậy sao? Một lát sau, đoàn xe đi tới trước một tòa cao ốc dừng lại. Tòa cao ốc xa hoa này chính là trụ sở chính của không sợ minh. Rất nhanh, tài xế mở cửa xe, thất tinh đứng dậy xuống xe. Tỷ tỷ, đến rồi. Nhìn thấy Diệp Oản Oản chậm chạp không xuống xe, thất tinh lạnh lùng mở miệng. Tốt, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, chỉ có thể theo thất tinh xuống xe. Minh chủ, mọi người sau khi nhìn thấy người, nhất định sẽ kích động đến chết. Lão già nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản, thành viên không sợ mình có thể kích động đến chết hay không thì nàng không biết, nhưng ngược lại chính mình trước mắt rất muốn chết đây này. Chính mình giả mạo ai không được, nhất định phải giả mạo lão đại không sợ minh, cái loại thế lực cùng hung cực ác này. Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút dựa theo tình thế trước đó tại chu gia mà nói nếu như mình không thuận nước đẩy thuyền thừa nhận mình chính là tóc húi cua ca không chỉ chu gia phải tèo sạch mà chính mình cũng không có kết quả gì tốt đây cũng là hết cách rồi nàng căn bản là không có lựa chọn nào khác đi thôi trên mặt của diệp oản oản treo lên một nụ cười theo thất tinh và lão già đi vào cao ốc không thể không nói tài sản của không sợ minh này thật là hùng hậu ở loại địa phương như vân thành này có thể xây nên một tòa cao ốc mấy chục tầng làm trụ sở chính. Nếu như mình thật là tóc húi cua ca, dường như cảm giác cũng thật không tệ. Chẳng qua là cha mẹ nàng đều mất, từ nhỏ đi theo ông ngoại, mà nàng và ông ngoại đều là người nước hoa. Trong khi đó, tóc húi cua ca lại là người độc lập châu, cha mẹ đều khỏe mạnh. Nói thế nào, nàng và tóc húi cua ca cũng không có khả năng là một người. Huống chi, Diệp Oản Oản cũng không thể tin tưởng được chính mình trước khi mất trí nhớ sẽ là tóc húi cua ca cái loại đồ tể cùng hung cực ác này. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chính mình trước kia sẽ là một người xấu đến tận trong xương. Trong cao ốc, cơ hồ tất cả đều là thành viên tinh anh của không sợ minh, sau khi nhìn thấy thất tinh, dối rít gọi một tiếng thất ra. Nhìn gã thất tinh này, tuổi tác không lớn, lại có thể ở bên trong không sợ minh có được địa vị như vậy. Diệp Oản Oản cũng vô cùng tò mò, thiếu niên này, kết quả có cái mị lực và bản lĩnh gì. Tỷ tỷ, chỉ ở nơi này chờ chốc lát, một lát sau, thất tinh đem Diệp Oản Oản dẫn tới một phòng hội nghị không có một bóng người, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. chương 1290, ngoài miệng cười ha hả, trong lòng ói hỏng bét. Cậu đi đi, Diệp Oản Oản phất phất tay, chỉ mong thất tinh đi càng xa càng tốt, chính mình lúc này mới có thể thuận lợi chuồn. Ở dưới mí mắt của thất tinh chạy trốn, căn bản là không thực tế. Đánh thì không đánh lại, chạy cũng chạy không thoát tư vị này, không dễ chịu. Sau khi thất tinh rời khỏi phòng hội nghị, gọi tới mấy vị thành viên tinh anh của không sợ minh, phân phó nói, coi chừng người ở bên trong, nếu như không có người, tự gánh lấy hậu quả. Thất tinh dứt lời, xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Oản Oản ở bên trong đại sảnh phòng hội nghị, chân mày nhíu chặt, nơi này là tầng 20, nhảy ra ngoài cửa sổ chạy trốn, hiển nhiên không thực tế. Nơi cửa lại có các võ giả tinh anh của không sợ minh canh giữ rất nhanh diệp oản oản thu liếm tâm trạng để cho mình tỉnh táo lại bắt đầu phân tích tình thế trước mắt gã thất tinh đó dường như từ đầu đến cuối đều chưa từng tin tưởng nàng là minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca nhưng nếu như căn bản không hề tin nàng thất tinh vì sao phải dẫn nàng trở lại trụ sở chính của không sợ minh giết nàng tại chỗ xử lý xong hết mọi chuyện không phải là tốt hơn sao cuối cùng diệp oản oản lúc này mới xác định thất tinh đối với thân phận không sợ minh chủ này, hẳn là nửa tin nửa ngờ. Vừa không tin nàng, nhưng cũng không hoàn toàn bác bỏ nàng, nếu không, không có khả năng sẽ dẫn nàng đến trụ sở chính của không sợ minh. Dựa theo tính toán logic thông thường, bước kế tiếp của thất tinh có khả năng là muốn sử dụng phương pháp nào đó để nghiệm chứng thân phận của nàng. Làm sao mà nàng không biết, mình đối với tóc húi của ca và không sợ minh, căn bản là không nắm được chút nào, hoàn toàn chính là dùng giấy dán miệng cọp, đâm một cái liền thùng. Vạn nhất bị đâm thùng, cái mạng nhỏ của nàng, đương nhiên cũng không còn. Bây giờ, thất tinh muốn nghiệm chứng thân phận của nàng bằng cách nào, không thể nào biết được. Nàng cũng không có bất kỳ phương pháp nào để đề phòng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, gặp chiêu phá chiêu. Sống hay chết, phó mặc cho hên xui may rủi vậy. Bây giờ Diệp oản oản, chỉ có thể đem chính mình tưởng tượng thành gã tóc húi cua ca cùng hung cực ác, hơn nữa còn phải khiến cho mình hóa thân thành nhân vật này một cách cực kỳ tự nhiên, không hề cường điệu. Cũng may, kỹ năng diễn xuất của nàng cũng không tệ lắm, dù sao nàng cũng là người đào ra được một vị ảnh hậu, hai vị ảnh đế đó nha. Điểm bất đồng duy nhất chính là, đám người lạc thần và cung húc diễn xuất là diễn cho người ta xem, diễn không tốt, nhiều nhất chỉ bị phỉ nhổ mấy câu. Mà chính mình, chính là diễn cho không sợ minh độc lập châu nhìn, đây nếu là diễn không được, mạng con miệng nó liền không còn sau khi làm xong một bước phân tích tâm lý, không mất thời gian bao lâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc đã hoàn toàn nhập vai vào trong nhân vật tóc húi cua ca, đem chính mình hóa thân thành một kẻ đại gian đại ác. Trên chán, tản ra một luồng khí lạnh không tên. Rốt cuộc, chỉ chốc lát sau, một cô gái ăn mặc thời thượng, tướng mạo luôn vui vẻ, nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị. A a a, Tiểu Phong Phong, cô trở về rồi. Mấy năm nay rốt cuộc là cô chạy đi đâu rồi? cô gái trực tiếp đi tới trước người của Diệp Oản Oản, hoàn toàn không cho Diệp Oản Oản cơ hội phản ứng, một cái liền đem Diệp Oản Oản ôm lấy. Diệp Oản Oản đột nhiên bị ôm lấy vô cùng bình tĩnh nhìn nữ nhân trước mắt, thấp giọng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Trên mặt cười ha hả, trong lòng cũng đã ói hỏng bét, cô nàng này con miệng nó, lại là ai? Nói mau, mấy năm nay chạy đi đâu, hại chúng tôi tìm cô lâu như vậy. Rất nhanh, cô gái buông Diệp Oản Oản ra, vội vã mở miệng hỏi diệp oản oản đúng quy đúng củ mở miệng trả lời năm đó thời điểm tôi về nhà thăm cha mẹ xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn bất quá đã giải quyết diệp oản oản vừa nói chuyện vừa ung dung thản nhiên đánh giá nữ nhân trước mắt này nhìn ra được nữ nhân này hẳn là có quan hệ không tệ với tóc húi cua ca nếu không với thân phận không sợ minh chủ của tóc húi cua ca nàng hẳn là không dám làm như thế cho nên diệp oản oản cũng buông lỏng ngữ khí nhìn mặt mà nói chuyện là lợi khí bảo vệ tính mạng của Diệp Oản Oản ở giai đoạn hiện tại. chương 1291, xuống biển bơi trở về. Cô đó, chính là tự do phóng khoáng, một chuyện ngoài ý muốn, để cho chúng tôi lo lắng nhiều năm như vậy. Lũ nhóc thất tình và bắt đầu kia, mỗi ngày đều nhớ cô, ban đầu quyết đem độc lập châu đào sâu ba thước cũng phải tìm được cô. Cô ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm gọi trở lại, thật nhẫn tâm. Cô gái tuy nói như thế, nhưng trong hai chồng mắt lại tràn đầy vẻ ôn nhu. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, ánh mắt của cô nàng lại vô tình hay cố ý rơi vào trước ngực Diệp Oản Oản, khóe miệng khẽ nhếch nói, cô mấy năm nay, thay đổi thật đúng là quá lớn, nếu như không phải là nghe thất tinh bọn họ nói cô trở lại, tôi khẳng định là không nhận ra cô. Nói xong không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, lại vô cùng kích động, một tay đem Diệp Oản Oản ôm lấy, lại là một trận nhào nặn cọ rủi. Diệp Oản Oản bị ôn hương Nguyễn Ngọc ôm lấy, khóe miệng không dễ gì phát hiện mà kéo ra. Chuyện này, có phải là quá nhiệt tình một chút rồi hay không? Chẳng lẽ là đang chơi trò mỹ nhân kế với nàng? Diệp Oản Oản cũng không hề chú ý tới, ánh mắt của nữ nhân vô tình hay cố ý rơi vào nơi cổ áo bị cọ loạn sốc xếch lên của Diệp Oản Oản. Sau khi nhìn thấy vết bất bẩm sinh hình trang lưỡi liềm như ẩn như hiện kia xong, trong mắt cô nàng rõ ràng hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Trên khuôn mặt Diệp Oản Oản treo một nụ cười lãnh đạc, nhìn như là rất thân thiết, chỉ bất quá, trong lòng cũng hiểu rõ, nữ nhân này, chỉ sợ cũng là đến để so xét mình. Tốt rồi, tôi có chút mệt mỏi, cô đi xuống trước đi. Diệp oản oản nhàn nhạt mở miệng. Tốt rồi, thật là tốt, Tiểu Phong, vậy cô nghỉ ngơi trước đi. Cô gái mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi. Bên ngoài phòng hội nghị, thất tinh nghiêng đầu dựa vào tường, nhắm mắt trầm tư. Thất tinh, rất nhanh, cô gái từ trong phòng họp đi ra, nhìn về phía thất tinh. Thu thủy, thế nào? Thất tinh nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn nhắm lại không hề mở ra. Cô gái kia chính là Tiểu Phong, nữ nhân nói. Nghe được lời này, một đôi con ngươi như ánh sao lấp lánh của thất tinh, bỗng nhiên mở ra. Phải không, trong mắt của thất tinh, cuối cùng hiện ra một vẻ chấn động. Thu Thủy và Minh Chủ có quan hệ cực tốt, mà Thu Thủy cũng là một trong những nữ nhân thấy qua được vết bớt bẩm sinh của Minh Chủ. Chỉ tiếc, mấy vị khác mấy năm nay hoặc là chết trận hoặc là bị thế lực địa phương giam cầm đến nay là sự thật cô gái gật đầu ngữ khí kiên định được rồi thu thủy tỷ tôi biết rồi không cho cô gái cơ hội mở miệng thất tinh trong nháy mắt đi vào trong phòng hội nghị cũng nặng nề đóng cửa lại bên trong đại sảnh nhìn cô gái đang ngồi ở chỗ đó trong mắt thất tinh lại như cũ hiện ra vẻ nghi hoặc phong tỷ nhiều năm như vậy tỷ rốt cuộc đi đâu ánh mắt của thất tinh rơi vào trên người Diệp Oản Oản, lãnh đạm thở ơ lên tiếng. Diệp Oản Oản, lại đến, lại đến, không xong rồi. Tôi còn miệng nó rốt cuộc phải nói như thế nào, tóc húi cua ca, cô thật sự là đi đến đâu rồi. Tôi đi nơi nào, còn cần phải báo cáo một tiếng với cậu sao. Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Phong tỷ đi nơi nào, tự nhiên là không cần phải báo cáo với đệ. Thất tinh đi tới trước người Diệp Oản Oản, thuận thế cũng ngồi ở trên ghế salon. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, thất tinh lại nói, lần này, nếu như tỷ lại ra đi không từ giã, không sợ Minh coi như đào sâu ba thước, cũng sẽ tìm ra tỷ. Trừ phi, tỷ rời khỏi độc lập châu. Lời này của thất tinh vừa nói ra, Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lẽo, nhưng trong lòng thì có nỗi khổ khó nói. Cái tên thất tinh này, là con miệng nó đem nàng ép vào tuyệt lộ mà. Với thế lực của không sợ Minh tại độc lập châu mà nói, nếu muốn tìm một người, còn không dễ dàng sao. Đến lúc đó, coi như mình chạy rồi, chỉ sợ cũng sẽ bị không sợ mình tìm cho ra. Rời khỏi độc lập châu, bây giờ, nàng một là không có tiền, hai là không có giấy thông hành hay là thẻ căn cước, nàng rời đi cái giam á. Thật đúng là muốn để cho nàng xuống biển bơi trở về. chương 1292, sinh tử giao tình. Nha, Diệp Oản Oản khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt hùng hổ dọa người lạnh giọng thất tinh cậu là đang uy hiếp tôi sao phong tỷ tôi chẳng qua là lo lắng cho tỷ thất tinh mặt không đổi sắc mở miệng nói quản tốt chính cậu chuyện của tôi còn không đến lượt cậu bận tâm tôi nói vậy đã hiểu chưa diệp oản oản lạnh nhạt nói nghe được lời ấy của diệp oản oản thất tinh yên lặng mấy giây lập tức nói phong tỷ tôi hiểu rồi phong tỷ đúng lúc này bỗng nhiên cửa phòng họp bị mở ra một người nam nhân tướng mạo đẹp trai phi phàm ăn mặc áo sơ mi màu hồng bảnh bao nhanh chân đi vào bên trong bắt đầu tôi và phong tỷ đang đàm luận nhìn thấy người tới thất tinh lạnh lùng nói cút đi chuyện gì quan trọng bằng chuyện tôi gặp phong tỷ bắt đầu bước nhanh lên phía trước đặt mông đẩy thất tinh ra sau đó ngồi ở bên cạnh diệp oản oản phong tỷ thật sự là tỷ quá tốt tỷ chạy đi chơi ở nơi nào nhiều năm như vậy tỷ không liên lạc với bọn họ, nhưng cũng nên nhắn với đệ một tiếng chứ. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm. Diệp Oản Oản, lại thêm một đứa em trai, tóc húi của ca con miệng nó làm sao lại nhiều em trai như thế. Tôi có chuyện của tôi, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Lại nói, phong tỷ luôn luôn đều là phiêu phiêu bất định. Lần này trở về, ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài phóng đãng nữa nha. Nếu như còn muốn đi ra ngoài chơi, nhớ dẫn đệ theo. Bắt đầu cười hì hì mở miệng nói. Diệp oản oản trong lúc nhất thời lại có chút không biết đỡ kiểu nào. Người này của không sợ minh, rốt cuộc ham chơi như thế nào cơ chứ? Mới vừa rồi, bắt đầu gặp qua thu thủy, từ trong miệng của thu thủy, biết được Diệp oản oản chính là tóc húi cua ca, không cẩn thận giống như thất tinh vậy, đối với thân phận của Diệp oản oản, cũng hề có bất luận nghi ngờ gì. Không đợi Diệp oản oản mở miệng, bắt đầu vội vàng nói, phong tỷ, tỷ không biết đâu, mấy năm nay khi tỷ rời đi, thiên các phủ lại tới không ít hàng mới mẻ, đảm bảo tỷ sẽ thích. Chờ có thời gian rảnh rỗi, chúng ta cùng đi. Thiên các phủ. Diệp Oản Oản cũng không biết thiên các phủ trong miệng bắt đầu nói là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, nói một tiếng được. Tôi nói, tôi và Phong tỷ, có chuyện cần thương nghị. Giờ phút này, ánh mắt thất tinh, hoàn toàn lạnh xuống. Hả, nghe vậy, bắt đầu đứng dậy, trên mặt mang theo một nụ cười châm biếm bỗng nhiên trong lúc đó bắt đầu lại túm lấy cổ áo thất tinh cậu con miệng nó có thấy phiền hay không bày đặt trương ra một tấm mặt người chết giả vờ với tôi làm cái gì buông ra giọng nói của thất tinh thật giống như hàn băng vạn năm thế nào muốn đánh lộn lão tử cũng có chút ngứa tay bắt đầu bẻ bẻ cổ muốn đánh lộn cút ra ngoài đánh trên ghế salon diệp oản oản lạnh giọng mở miệng phong tỷ bắt đầu có chút hủy khuất nhìn về phía Diệp Oản Oản. Làm sao, tôi nói chuyện, các cậu đều không nghe thấy. Diệp Oản Oản nói. Hừ. Lúc này, bắt đầu hừ lạnh một tiếng, buông lỏng thất tinh, thở phì phò ngồi ở một bên, phong tỷ, tỷ thiên vị, rõ ràng là nó gây sự trước. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, thất tinh đứng dậy, đi ra ngoài phòng hội nghị, cũng không quay đầu lại, nói, bắt đầu, theo tôi đi ra. Phong tỷ, tỷ thấy đó là hắn muốn tìm đệ gây chuyện, đến lúc đó, hắn cụt tay cụt chân, tỷ cũng đừng thương tiếc. Bắt đầu nói xong, cùng theo sau thất tinh, trong nháy mắt sông ra ngoài. Diệp oản oản bên ngoài lãnh khốc, nhưng trong lòng thì sợ muốn chết. Hai gã bắt đầu và thất tinh kia, không có người nào là đèn đã cạn dầu. Lại như bắt đầu kia, chỉ sợ cũng chỉ có ở bên cạnh tóc húi cua ca mới sẽ ngoan ngoãn một chút, nếu như là đối diện với người ngoài, cũng là một dạng ăn sống nuốt tươi người khác nhưng mà đã vào hang cọp còn muốn thoát thân chỉ sợ cũng không dễ dàng từ tình huống trước mắt mà xem bác đầu đối với thân phận của nàng vô cùng tín nhiệm thế nhưng thất tinh bên ngoài phòng họp bác đầu nhìn chằm chằm thất tinh mới vừa muốn động thủ thất tinh lại nói ngu xuẩn ngươi nói cái gì bác đầu trên trán gân xanh hiện lên nữ nhân kia chưa chắc là thật thất tinh nói không phải thật bác đầu hơi sướng sờ chợt cười lạnh, bớt ở chỗ này đánh rắm, cô ấy chính là Phong Tỷ, lão tử có thể ngay cả Phong Tỷ cũng đều nhận sai. Hắn và Phong Tỷ lại là từng cùng nhau đi đánh nhau, kẹo gái, đi dạo kỹ viện, sinh tử giao tình. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác, chính là Phong Tỷ. Huống chi, mới vừa rồi Thu Thủy cũng xác nhận qua, không có khả năng sẽ sai lầm. Trường 1293, một đám rác rưởi Thất Tinh nghe vậy nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Bác Đầu, chợt cười lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng với Bác Đầu, xoay người rời đi. Thất Tinh, người dám khinh bỉ ta? Bác Đầu dậm chân liền đuổi theo. Giờ phút này, Diệp oản oản sau khi thấy Thất Tinh và Bác Đầu đều đã rời đi, lúc này cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn may không phải tất cả mọi người đều khó gạt như thế. Nhìn tình thế bây giờ, Bác Đầu không cần phải lo lắng, chủ yếu chính là Thất Tinh. đương nhiên trừ thất tinh ra, chỉ sợ, còn có những người khác. Cũng may, thất tinh trước mắt cũng không có cách nào hoàn toàn hủy bỏ thân phận tóc húi cua ca của nàng. Nếu không, chính mình chỉ sợ cũng không sống tới giờ phút này. Không biết qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ nhẹ. Diệp Oản Oản thẳng người lên, nhàn nhạt mở miệng nói, vào. Theo tiếng nói của Diệp Oản Oản rơi xuống, khoảng mười mấy người từ ngoài cửa tiến vào phòng hội nghị. Tham kiến minh chủ. Đám người không sợ Minh sau khi thấy Diệp Oản Oản, thần sắc khác nhau, sau đó hướng về Diệp Oản Oản hành lễ. Ừm, Diệp Oản Oản nhàn nhạt gật đầu, coi như là ra hiệu. Hơn 10 người này, sợ rằng đều là cao tầng của không sợ Minh. Có thể tới tham bái không sợ Minh chủ tóc húi cua ca, ở trong không sợ Minh, địa vị làm sao có thể kém được. Minh chủ, ngài có thể trở về, thật là quá tốt rồi. Mấy năm nay, Minh chủ mất tích, các thế lực lớn quật khởi, không đem không sợ Minh chúng ta để ở trong mắt. Càng là mấy năm gần đây, bởi vì nguyên nhân Minh chủ không có ở đây, không sợ Minh chúng ta có không ít chi nhánh làm phản, dẫn đến thế lực không sợ Minh không lớn bằng lúc trước. Minh chủ, ngài cảm thấy chúng ta phải làm gì mới tốt? Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe lời này, Diệp Oản Oản thần sắc không đổi, tình huống này e rằng chính là thất tình cố ý để cho người dò xét chính mình. Nếu như thật sự là tóc húi cua ca, tự nhiên sẽ có cách giải quyết của chính mình, nếu như là giả, sơ sẩy một cái liền sẽ lộ ra sơ hở. Lúc này, Diệp Oản Oản ánh mắt lạnh lẽo, hướng về người đàn ông trung niên quan sát một đám rác rưởi. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người không sợ minh ở đây, đều sửng sốt một chút. Ta bất quá đi ra ngoài mấy năm, không sợ minh lại bị các ngươi làm cho chướng khí mù mịt như thế, chật vật không chịu nổi. Bây giờ, Người còn có mặt mũi tới hỏi ta phải làm gì? Diệp Oản oản quát lạnh một tiếng, bàn tay hung hăng vỗ thẳng xuống thành ghế. "Minh chủ thứ tội, là thuộc hạ vô năng, giờ phút này, người đàn ông trung niên trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cũng không dám lại nhiều lời. Minh chủ, điều này cũng không thể trách hắn, dù sao. Minh chủ ngài mất tích lâu như vậy, một vài thế lực đối nghịch thấy ngài không có mặt, lúc này mới dám nổi lên một chút tâm tư đối với không sợ Minh." còn có những chi nhánh làm phản kia chúng tôi cũng thật không có biện pháp một lão già nào đó lạnh nhạt nói làm sao người đây là đem tội lỗi đều đẩy tới trên người của ta sao là bởi vì vấn đề của ta dẫn đến không sợ minh suy bại phải không diệp oản oản nhìn về phía lão già vừa nói chuyện thuộc hạ không dám cũng không có bất kỳ ý tứ trách tội minh chủ chẳng qua là nói thật mà thôi lão già nói ha ha khóe miệng diệp oản oản hơi hơi dương lên nở ra một nụ cười lạnh giá, đừng vì sự tầm thường và vô năng của mình mà kiếm cớ, hiểu không? Nghe vậy, khóe miệng lão già hơi hơi co giúp lại, cuối cùng lại gật đầu một cái, hiểu rồi. Được, đem những chi nhánh làm phản kia, còn có những thế lực gần đây dám can đảm khiêu khích không sợ minh ta, làm thành một bản danh sách giao cho ta. Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Minh chủ là dự định trinh phạt những đám chi nhánh làm phản cùng thế lực đối nghịch kia. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, ta tự có tính toán, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói. Chương 1294, lại có thể vô sỉ như vậy. Đối với Không Sợ Minh cùng với loại động vật như tóc húi cua ca, Diệp Oản Oản bây giờ cũng đã hiểu rõ đại khái. Không Sợ Minh chủ được gọi là tóc húi cua ca, vậy nhất định là sẽ cực kỳ ngang ngược càn rỡ. Sau khi trở về, nếu như phát hiện ra những chi nhánh vốn thuộc về Không Sợ Minh làm phản và các thế lực đối nghịch khiêu khích, làm sao có thể nhịn được nhất định sẽ là một lần đại thanh tẩy cùng trinh phạt. Còn có chuyện gì, ngày mai lại nói, tất cả đi xuống đi. Diệp Oản Oản thấy có người còn muốn mở miệng, rất là không kiên nhẫn phất phất tay. Nghe thấy lời ấy của Diệp Oản Oản, mọi người chố mắt nhìn nhau, nhưng Diệp Oản Oản đã mở miệng, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể cáo lui rời đi. Chỉ chốc lát sau, phòng hội nghị lớn như vậy, chỉ còn lại một mình bắt đầu phong tỷ để muốn báo cáo một chuyện với tỷ bắt đầu vô cùng tự nhiên ngồi ở bên người diệp oản oản chuyện gì diệp oản oản nói phong tỷ trước đây khi tỷ vẫn chưa rời đi khỏi không sợ minh không phải là một mực để cho đệ tìm cầu tạp trùng à bác đầu cười nói nghe lời nói này diệp oản oản xứng sờ danh tự này thật là có cá tính phong tỷ để thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta chịu thiệt một chút cũng không sao bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ, chẳng lẽ, năm đó tóc húi cua ca, ở dưới tay tên cầu tạp chủng đó, bị thua thiệt gì? Nếu là như vậy, dựa theo tính cách của tóc húi cua ca, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói, Diệp Oản Oản nói, phong tỷ, gã cầu tạp chủng kia chính là một người điên. Tỷ năm đó nhất định phải trêu chọc hắn, kết quả bị hắn một chiêu đánh ngã. Hai năm trước, để lấy được tin tức của cầu tạp trùng, dẫn theo một đám người đi tìm hắn báo thù người điên kia suýt nữa tiêu diệt sạch toàn bộ đoàn người của chúng ta thật may là đệ chạy nhanh phong tỷ chính tỷ xem coi như là sư phụ của tỷ tới cũng đều không nhất định đánh thắng được hắn còn nữa trước kia gã cầu tạp trùng này một người một ngựa thiếu chút nữa đem một cái cổ tộc lánh đời tiêu diệt bắt đầu mỗi lần nói tới cầu tạp trùng sắc mặt đều sẽ hơi đổi còn không đợi diệp oản oản mở miệng bắt đầu lại nói phong tỷ tỷ nói không đánh lại cầu tạp trùng, còn không chịu phục. Không biết tên của người ta, dám gọi nhân ra là cầu tạp trùng. Tỷ nói xem, nếu như cầu tạp trùng biết tỷ đặt biệt danh này cho hắn, hắn có thể tới đây đem không sợ minh chúng ta tiêu diệt hay không? Bắt đầu mặt đầy khẩn trương. Giờ phút này, trên mặt Diệp Oản Oản tuy là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng gió kinh hoàng. Một chiêu đem tóc húi cua ca đánh ngã trên đất, suýt nữa khiến cho đám người bắt đầu bị tiêu diệt toàn bộ, một người một ngựa thiếu chút nữa đã hủy diệt cổ tộc độc lập châu. Gã cầu tạp chủng này là vật gì, là boss sao? Lại có trình độ cao đến vậy. Vậy thì như thế nào? Diệp oản oản con vịt chết vẫn mạnh miệng. Nàng cũng không phải là minh chủ không sợ minh, đến lúc đó cầu tạp chủng đến gây chuyện, vậy cũng không tìm được nàng. Hích, đệ phỏng chừng, độc lập châu chúng ta, còn không có một ai có thể đánh thắng cầu tạp chủng. Phong tỷ, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu không coi như xong đi. Nếu không, đến lúc đó tỷ lại bị cầu tạp trùng đè xuống đất đánh, không sợ minh chúng ta cũng mất mặt. Bắt đầu có chút bất đắc dĩ. a à, chuyện của ta cùng cầu tạp trùng, không có khả năng để yên như vậy. Diệp oản oản cười lạnh một tiếng. Ồ, tốt lắm, đúng lúc đã nhiều ngày, chúng ta tra ra được tin tức của cầu tạp trùng, hắn ngay tại độc lập châu. Như vậy đi, để gọi người hẹn cầu tạp trùng tới cùng phong tỷ đơn đả độc đấu. Phong tỷ, chúng ta cũng không thể như năm đó được tỷ không hề đánh một mình mai phục một đám người vây công hắn mai phục thành công cũng còn đỡ nhưng chủ yếu người của phong tỷ an bài đều bị đánh gục rồi quá mất mặt bắt đầu nói diệp oản oản không nhìn ra tóc húi cua ca lại có thể vô liêm xỉ như vậy một mình đánh không lại người khác lại còn điều động không sợ minh đi đánh hội đồng kinh khủng nhất là lại có thể đều bị gã cầu tạp chủng đó đánh cho quỳ Phong tỷ đệ đã bảo người đi hẹn cầu tạp chủng rồi. Nói xong, bác đầu định rời khỏi. Chậm đã, Diệp oản oản kéo cổ tay của bác đầu lại, đưa hắn lần nữa túm trở về trên ghế salon. Ta lúc này mới vừa trở về, không sợ mình còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, gần đây không có thời gian. Sau này hãy nói đi. Diệp oản oản nói. Cái gã bác đầu này có phải là não vô nước rồi hay không? Biết gió tóc húi cua ca không đánh lại cầu tạp trùng, còn muốn đi hẹn người hẹn cái em gái người đó. Tóc húi của ca đều không đánh lại, huống là chi nàng. Nếu lần này để bắt đầu hẹn người ta thành công, còn mạng sao? chương 1295, đại khái là não có vấn đề. Kỳ quái, phong tỷ tại sao lại không đánh? Bất quá, bắt đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, gật đầu một cái, mở miệng nói, vậy thì sau này hẹn lại. Gần đây không sợ minh quả thực có rất nhiều chuyện cần phong tỷ tới xử lý ngoại giới trước mắt chưa nói, chỉ riêng nội bộ không sợ minh chúng ta, mới là việc cần thiết trước mắt. Nghe bác đầu nói như vậy, con người Diệp oản oản hơi đổi. Nàng đối với chuyện nội bộ không sợ minh, căn bản là không biết gì cả. Hôm nay mới vừa dễ dàng thông qua bác đầu, mới hiểu rõ hơn được một chút. Phong tỷ, tỷ rời đi nhiều năm như vậy, đám lão già kia, sớm đã xem tỷ như người chết. Hôm nay đám lão già kia biết tỷ trở lại, thậm chí ngay cả một tên cũng đều không dám qua gặp tỷ, căn bản là không đem tỷ để ở trong mắt. Bắt đầu hư lạnh một tiếng. Diệp Oản Oản trước đó đã nghe nói, không sợ minh hiện tại, chia làm hai phe, đám lão già kia trong miệng bắt đầu, hẳn là một phe phân hóa khác của không sợ minh. Bọn họ không chỉ không tới gặp phong tỷ, còn luôn miệng nói phong tỷ nhất định là giả mạo. Muốn tra xét đến khi nước chảy đá mòn, đem tỷ diệt trừ. Bắt đầu thấy Diệp Oản Oản yên lặng không nói, Tự mình tiếp tục mở miệng. Thật ra những lời này, Diệp Oản Oản lại là có nỗi khổ khó nói. Thật bi thảm, nàng đích xác là giả mạo đó nha. Ngày mai đem những người này làm thành một phần tài liệu chi tiết giao cho ta. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Phong tỷ, đệ đều đã làm xong, chỉ chờ những lời này của tỷ. Bất quá, tỷ vừa trở về, coi như muốn chỉnh đốn nội bộ, tốt nhất vẫn nên tiến hành theo trình tự. Nếu như bây giờ cùng đám lão già kia vạch mặt, đối với không sợ minh tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Đấu lại hay không là một chuyện, bên ngoài còn có rất nhiều thế lực, đều đối với chúng ta mắt nhìn chăm chăm. Bắt đầu giải thích, nào cần bắt đầu nhắc nhở, nàng cũng lại không ngốc, làm sao có thể sẽ cùng đám lão già kia khai chiến. Việc cần thiết trước mắt, vẫn là trước tiên cần phải làm cho cả không sợ minh tin phục thân phận tóc húi cua ca của mình. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ chết rất thê thảm. Phong tỷ, sắc trời đã tối, có cần để tiễn tỷ trở về nhà hay không? Bác đầu đứng dậy, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Được, để tiễn ta về đi. Diệp Oản Oản gật đầu, nàng chờ những lời này của bác đầu. Chính mình nào biết tóc húi cua ca cư ngụ ở chỗ nào? Cũng không thể ở chỗ này qua đêm đi. Nếu để cho đám người thất tinh biết được chính mình cả ngày không trở về nhà, chỉ sợ nghi ngờ đối với nàng sẽ nặng hơn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản lên xe của Bắc Đầu. Ước chừng nửa giờ sau, Bắc Đầu dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một vùng ngoại ô cực kỳ vắng vẻ. Trong một trang viên được cắt tỉa gọn gàng là một căn biệt thự xa hoa, vô cùng dễ thấy. Phong Tỷ, khi đó tỷ nghĩ thế nào, lại muốn mua căn biệt thự này? Bắc Đầu dừng xe, nhìn chằm chằm vào biệt thự phía trước, có chút sợ hãi. Ta cảm thấy rất tốt. Diệp Oản Oản cũng không biết hàm nghĩa câu hỏi này của Bắc Đầu, chỉ có thể nói như vậy. Phong tỷ, đây chính là căn nhà có ma chứ danh, bên trong còn từng xảy ra một vụ án chặt xác bỏ thùng xốp. Nghe đồn thường xuyên có ma quỷ lộng hành, cũng chỉ có mình tỷ dám mua xuống để ở thôi, thật không hổ là phong tỷ của ta, nghiêu phê. Bắt đầu xoay người lại, hướng về phía Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên. Nghe lời này của Bắc đầu, Diệp Oản Oản hoàn toàn xứng sở tại chỗ, trên mặt nhẹ như mây gió, nhưng trong lòng thì đem tổ tông 18 đời của tóc húi cua ca đều chửi một lần. Con miệng nó, cái tên tóc húi cua ca này, là não có vấn đề, hay là bị thần kinh vậy? Mua một căn nhà có ma để ở, lại còn phát sinh một vụ án chặt xác bỏ thùng xốp. Nơi này con miệng nó, là chỗ của người ở được. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, đứng ở trước cửa biệt thự, Diệp oản oản chỉ cảm thấy một luồng âm vụ thổi qua, từ cổ đến gót chân, lạnh hoàn toàn. Nàng thề, chính mình một khắc cũng đều không muốn đi vào cũng không muốn ở cái địa phương quỷ quái này dừng lại dù chỉ là một giây đồng hồ. chương 1296, bộ dáng hết sức đẹp mắt. Bắt đầu lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, phong tỉ, nhiều năm như vậy, muốn mời người bên ngoài tới quét dọn, căn bản không mời được. Dù cho người ta bao nhiêu tiền cũng không ai dám đến, cuối cùng cũng không có cách nào, để đành cưỡng chế để cho huynh đệ trong liên minh qua để quét dọn. Mỗi một lần mọi người đều vì sợ, nên tụm lại thành nhóm ba năm người tới quét dọn. Tỷ nói xem tỷ mua căn nhà có ma này để làm cái gì, ngay cả một người giúp việc cũng không mời được. Diệp oản oản, ta cảm thấy, tốt vô cùng, tốt cái con miệng nó. Phong tỷ, chìa khóa cho tỷ, để còn có việc, để phải đi trước, ngày mai, để tới đón tỷ đi đến trụ sở liên minh. Nói xong, bắt đầu xoay người định rời khỏi. thấy vậy, Diệp oản oản tay mắt lanh lẹ, một cái liền đè lại vai trái của bắt đầu bác đầu hơi nghi hoặc một chút xoay người lại không biết diệp oản oản muốn làm cái gì ta còn có chút chuyện muốn cùng đệ thương lượng cùng ta đi vào diệp oản oản nhàn nhạt nói để có việc bận rồi ngày mai ngày mai trở về liên minh cùng thương lượng bắt đầu lắc đầu liên tục dường như cũng không nguyện ý tiến vào chỗ bị ma ám này không được ngay bây giờ diệp oản oản trợn mắt lườm một cái bắt đầu bất đắc dĩ bắt đầu bị Diệp Oản Oản trực tiếp lôi vào căn nhà ma. Không thể không nói, căn biệt thự này thật sự không nhỏ, bên ngoài trừ trang viên ra, còn có bể bơi, một vườn hoa nhỏ, mọi thứ đều đầy đủ. Bên trong biệt thự có mười mấy căn phòng, ít ra cũng phải 700 đến 800 mét vuông, có vẻ vô cùng trống trải, lại thêm vụ án chặt xác bỏ thùng xốp ở đây, lại làm cho căn biệt thự tăng thêm một phần khí tức quỷ dị làm cho người ta không rét mà run. Mới vừa vào giữa phòng, Diệp Oản Oản liền nổi cả da gà lên. Bắt đầu mở đèn, căn phòng tăm tối nhất thời sáng lên. Phong tỷ, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện, đệ thật sự phải đi. Bắt đầu nuốt nước miếng, đứng ở trong căn mà ma ám lớn như vậy, đánh giá chung quanh. Thời gian cũng không còn sớm, ta thấy đệ nên tìm một phòng nào đó tùy ý nghỉ lại, ngày mai lại đi đi. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Nhưng mà, nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, sắc mặt bắt đầu nhất thời biến đổi, không được. Không được, phong tỉ, đệ, đệ nhớ ra rồi, mẹ đệ mới vừa rồi bị xe đụng, mẹ đang ở bệnh viện, đệ phải đi bệnh viện. Nói xong, không cho Diệp oản oản cơ hội mở miệng, bắt đầu trốn chui trốn nhủi sông ra ngoài, như một làn khói biến mất không còn tâm hơi. Giờ phút này, khóe miệng Diệp oản oản hơi rúm lại, cái gã bắt đầu này. Lớn đầu như vậy mà còn sợ một ngôi nhà bị ma ám à. Hồi lâu sau, diệp oản oản tự lên dây có tinh thần như tham quan cất bước đi dạo trong biệt thự bên trong biệt thự treo nhiều bức tranh làm cho người ta rợn cả tóc gáy thậm chí diệp oản oản còn phát hiện ra đầu lâu mãnh thú bị coi như tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại khắp các ngõ ngách bây giờ trong lòng diệp oản oản đã có thể khẳng định gã tóc húi cua ca đó chính là một tên biến thái tên điên rất nhanh diệp oản oản tìm được phòng ngủ của tóc húi cua ca cũng còn may bên trong phòng ngủ, cũng không có vật ly kỳ cổ quái gì, tương đối đơn giản. Chỉ bất quá, trong phòng ngủ, Diệp Oản Oản lại tìm được một tấm hình. Trong tấm ảnh, là một vị mặc nam nhân ăn mặc Âu phục đắt tiền, có phong thái vô cùng xuất thần, bộ dáng cũng hết sức đẹp mắt. Đại khái là bởi vì tướng mạo của nam nhân này quả thật rất mê người, Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm, nhìn đi nhìn lại khoảng chừng mấy lần. Chẳng qua là, thời khắc sống còn, nàng cũng không có lòng dạ nào để đi ngắm trai đẹp đành buông tấm ảnh xuống nằm co do ở trên giường chỉ cầu cho một đêm này thật mau trôi qua nghênh đón ánh sáng ban ngày nhà có ma thật con miệng nó không phải là một nơi mà người sống nên ở diệp oàn oản chỉ cảm giác thần kinh mình sắp suy nhược rồi ngoài biệt thự một gã đàn ông cả người mặc tây trang màu đen nhìn thấy trong căn nhà ma có ánh đèn sáng lên sau đó bấm điện thoại kỳ hoàng cũng không hề nhìn lầm Người đàn ông mở miệng. Trước đó ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bác đầu không sợ Minh hộ tống một cô gái tới đây. Sau đó bắt đầu rời đi, cô gái kia chính mình ở trong nhà, không phải là thứ hàng giả của Nhiếp gia. Người đàn ông dường như đang giải thích điều gì đó. Được rồi, tôi hiểu rồi. Rất nhanh, nam nhân cúp điện thoại, lái xe rời đi. Chương 1297, 8 phần 10 là người theo đuổi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản bị một loạt âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức. Nằm ở trên giường của nhà ma, một đêm này, Diệp Oản Oản gần như không hề chợp mắt, mãi đến khi sắc trời vừa hừng sáng, có chút không chịu được, lúc này mới nghỉ ngơi chốc lát. Sau khi nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Oản Oản còn tưởng rằng là bắt đầu, vì vậy lập tức mang dép, rời khỏi phòng ngủ, mở cửa chính của căn biệt thự ra. Nhưng mà, đập vào mi mắt, cũng không phải là bắt đầu, mà là một người đàn ông, trên khóe môi mang theo một nụ cười lạnh nhạt. Nam nhân ăn mặc hết sức bình thường, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một phần khí thức của bề trên. Diệp Oản Oản theo bản năng cảnh giác. Cùng lúc đó, chẳng biết tại sao, trong đầu Diệp Oản Oản, bỗng nhiên thoáng qua một vài hình ảnh xa lạ. Người nam nhân đẹp mắt này, lại vô hình khiến cho nàng có chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, chợt nhớ tới, đây không phải là người đàn ông trong tấm hình tối hôm qua nàng thấy trong phòng của tóc húi cua ca sao. Khó trách nàng lại cảm thấy quen thuộc. Không mời tôi đi vào trong ngồi một chút sao? Nam nhân cười nói. Sau khi câu này của nam nhân rơi xuống, Diệp Oản Oản lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Có thể tìm được nơi này, chỉ sợ, anh ta cũng là người của không sợ minh đi. Rất nhanh, dưới sự ra hiệu của Diệp Oản Oản, nam nhân chậm rãi đi vào biệt thự. Tiểu Phong, mấy năm nay, rời nhà đi chơi bên ngoài có khỏe không người đàn ông nhìn chằm chằm diệp oản oản ôn nhu cười một tiếng cũng còn khá diệp oản oản nói giờ phút này trong lòng diệp oản oản dâng lên nỗi nghi ngờ không thôi nam nhân này gọi mình là tiểu phong nói cách khác quan hệ của anh ta và tóc húi cua ca chỉ sợ không bình thường chỉ sợ không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới nam nhân đi tới trước người diệp oản oản đôi mắt thâm thúy sáng lấp lánh cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Phong, cô thay đổi rồi, so với ngày trước trầm ổn hơn không ít, có vẻ, dường như cũng dễ nhìn hơn so với ngày xưa. Người đàn ông mở miệng nói, đồng thời trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười như có như không. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, tạm thời ứng phó một chút. Có thể con miệng nó không thay đổi sao, đừng nói mình không phải là tóc húi cua ca, coi như là chính bản thân tóc húi cua ca, biến mất nhiều năm như vậy, sau khi xuất hiện trở lại, dung mạo cũng có sự khác biệt rất lớn. Nghe nói, thời điểm tóc húi cua ca mất tích mới hơn mười mấy tuổi. Dung mạo của con gái biến hóa lớn, cũng chính là giai đoạn mười mấy đến hai mấy tuổi này. Con gái trưởng thành sẽ thay đổi, chưa từng nghe qua à. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nhưng lại ngửi được một hương thơm truyền đến, vì vậy theo bản năng mà sờ sờ cái bụng đang kêu, ột ột của mình. Đói, Nam nhân thấy vậy khẽ cười một tiếng, cô thích ăn nhất bento tiện lợi sao tôi làm. Sao bento là một dạng cơm hộp của Nhật, xem ảnh bên dưới. Nói xong, nam nhân đem bento tiện lợi đưa cho Diệp Oản Oản. Tự mình làm, Diệp Oản Oản lộ ra vẻ kinh ngạc, nam nhân này, cùng tóc húi cua ca, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Tự mình làm bento tiện lợi cho tóc húi cua ca ăn, còn gọi tóc húi cua ca là tiểu phong. Trực giác ngầm của Diệp Oản Oản cho hay nam nhân này, 89 phần 10 là người theo đuổi tóc húi cua ca. Cảm ơn, không cần đâu, Diệp Oản Oản cẩn thận lắc đầu một cái. Nghe vậy, nam nhân lại cũng không nói gì nhiều, chẳng qua là đem bento tiện lợi cẩn thận thu vào. Tiểu Phong, cô vừa trở về, không sợ mình đã không bằng năm đó, hẳn là mọi chuyện cần cẩn thận, không thể hành sự lỗ máng. Nói xong, nam tử khẽ nhéo nhéo cái mũi của Diệp Oản Oản, ngay sau đó không đợi Diệp Oản Oản lấy lại tinh thần, xoay người rời khỏi biệt thự. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản oản nhíu lại, mặc dù nàng suy đoán nam nhân này có thể là người theo đuổi tóc húi cua ca, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Từ trong mắt nam nhân này, nàng căn bản không hề nhìn thấy chút tình yêu nào, lại càng giống với tình thân giữa ca ca cưng chiều em gái của mình vậy. Nam nhân này, đến tột cùng là ai? Chương 1298, nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Phong tỷ. Một lát sau, Diệp Oản Oản đang ngẩn người đứng ở cửa, bắt đầu đột nhiên mặt đầy nghiêm túc chạy vào. Gào cái quỷ gì, Diệp Oản Oản bị dọa sợ hết hồn, mặt đầy vẻ không vui mở miệng. Hiện tại nàng chỉ khi ở trước mặt bắt đầu mới có thể hơi hơi buông lỏng một chút thôi. Đầu óc của đứa nhỏ này hẳn là cũng không mấy linh hoạt, tương đối dễ gạt. Không có gì, phong tỷ, tỷ không sao chứ. Bác đầu nhíu chặt chân mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Oản Oản. Nói xong bắt đầu đột nhiên hướng về phía người đàn ông vừa mới rời đi kia, thân sắc kích động, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, phong tỷ, nam nhân kia, làm sao sẽ tìm tới nơi này. Đậu miệng, nhất định là trước kia không sợ mình chúng ta quét sạch mấy thế lực thế ra dưới trướng kỷ hoàng, bọn họ dự định báo thù. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản kinh ngạc trong lòng. Lời này của bác đầu là có ý gì? Nam nhân mới vừa rồi, lại đến tột cùng là ai? Không nghĩ tới đệ thật sự không nghĩ tới, kỳ hoàng lại sẽ đích thân tới. Phong tỷ, kỳ hoàng là tới tìm tỷ thương lượng sao? Nam nhân kia, chính là một trong những nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Phong tỷ, tỷ ngàn vạn lần không nên xem thường nha. Bắt đầu nắm chặt hai quả đấm, thần sắc vô cùng khẩn trương nhắc nhở. Kỳ hoàng, nghe được hai chữ này, trong lòng diệp oản oản, quả thực là sóng gió kinh hoàng. Đối với bố cục của độc lập châu, Diệp Oản Oản đã có hiểu biết nhất định há lại không biết đến hung danh của kỷ hoàng sao. Người thừa kế một trong tứ đại thế gia, kỷ gia. Hơn nữa, thế lực của riêng kỷ hoàng đã không hề kém kỷ gia chút nào. Là ông trùm của cả thế giới ngầm châu Âu, địa vị của anh ta, không một ai có thể dung chuyển. Trừ gã cầu tạp trùng đó ra, anh ta chính là nam nhân nguy hiểm nhất độc lập châu. Mới vừa rồi, người nam nhân kia lại chính là kỳ hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút nghi hoặc. Đã như vậy, Kỳ Hoàng vì sao lại gọi nàng là Tiểu Phong, còn tự tay vì nàng làm bento tiện lợi? Chẳng lẽ Kỳ Hoàng cũng thích tóc húi cua ca, hoặc là vì nguyên nhân gì khác? Nhưng mà, nếu như Kỳ Hoàng đang đeo đuổi tóc húi cua ca, bắt đầu vì sao lại không biết? Thậm chí bắt đầu còn cho rằng Kỳ Hoàng là tới để thương lượng. Trong lúc nhất thời, đầu Diệp Oản Oản phình to như cái đấu. Quan hệ này cũng có phần quá mức rắc rối và phức tạp đi. Ta không sao, đừng ngạc nhiên. Diệp oản oản liếc mắt nhìn bắt đầu. Ồ, vậy cũng tốt, bắt đầu nhún vai một cái. Ngay cả Diệp oản oản cũng đều nói không có việc gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Một lát sau, Diệp oản oản thu thập xong, ngồi lên xe bắt đầu, lái thẳng về trụ sở liên minh. Sau khi đến liên minh, Diệp oản oản đi vào phòng làm việc riêng. Sáng sớm, tài liệu cần xử lý liền dồn thành một đống lớn. Nhìn thấy nội dung trong văn kiện, Diệp Oản Oản không khỏi cười lạnh. Những thứ tài liệu này, nếu như là nàng đoán không sai, không phải là thất tinh, thì chính là đám lão già kia cố ý đem đến để dò xét chính mình. Cũng may, thời điểm Diệp Oản Oản còn ở Hoa Quốc, đã từng giúp tư giả hàn xử lý qua không ít sự tình tương tự, nói chung là các ngươi đã thích, thì ta chiều. Trong những thứ tài liệu này bao gồm chi tiết về các chi nhánh không sợ minh phản bội, còn có một vài quan hệ băng nhóm bên ngoài cần xử lý, cùng với một số nội dung hợp tác giữa các thế lực với nhau. Phong tỷ, đây là tài liệu thông tin về đám lão già kia. Một lát sau, bắt đầu cửa cũng không gõ, trực tiếp đi vào phòng làm việc. Lần sau đi vào, nhớ gõ cửa. Diệp Oản Oản nhận lấy tài liệu, nhàn nhạt mở miệng. Bắt đầu gãi đầu một cái, ơ. Chờ sau khi bắt đầu rời đi, Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ tài liệu chi tiết về đám lão già trong miệng bắt đầu. Thông qua tài liệu bắt đầu đưa cho nàng, Diệp Oản Oản lúc này mới có thể lý giải được một chút về tình hình chung của không sợ minh hiện tại. chương 1299, vị hôn phu của tóc húi cua ca. Đám người này, tại không sợ minh, quyền cao chức trọng, địa vị so với đám người bắt đầu và thất tinh, dường như cũng cao hơn một chút, thuộc về đám chân giết năm đó một mực đi theo tóc húi cua ca. Hơn nữa, mỗi một người đều có thế lực tâm phúc của mình, lũng đoạn gần như hơn phân nửa cường giả và thành viên của không sợ minh, đồng thời cũng là gia chủ của các đại võ đạo thế gia tại Độc Lập Châu. Lúc này, Diệp Oản Oản tiến thoái lưỡng nan, cảm thấy rất khó giải quyết. Không nói đến chính mình, coi như thật sự là tóc húi cua ca trở về, chỉ sợ chuyện này cũng xử lý không tốt. Ngoài mặt những người này, có lẽ đối với chính mình cung cung kính kính, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, ai mà biết được không nói nàng là tóc húi cua ca giả coi như là tóc húi cua ca thật sự trở về rồi mấy năm trôi qua thế lực của bọn họ phát triển lớn mạnh chỉ sợ cũng có lòng riêng không còn phục lão đại này như xưa diệp oản oản đang xem tài liệu suy nghĩ đối sách cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vào đi diệp oản oản nói tiểu phong phong thu thủy vừa đi vào phòng làm việc lập tức từ phía sau ôm lấy diệp oản oản diệp oản oản nữ nhân này nhất định mỗi lần đều phải nhiệt tình như vậy sao sau khi buông diệp oản oản ra thu thủy hướng về phía diệp oản oản ra vẻ thần bí Tùng tỉm cười nói cô đoán xem ai tới diệp oản oản có thể con miệng nó đừng có lại bắt nàng tự đoán có được hay không tất cả đều là thử thách đòi mạng đó kỳ hoàng đến rồi thu thủy mặt đầy kích động nghe câu nói này sắc mặt diệp oản oản nhất thời hơi đổi kỳ hoàng làm sao lại đến nữa rồi tiểu phong phong thật hâm mộ cô có thể có một vị hôn phu như vậy cô biến mất nhiều năm như vậy cho tới bây giờ anh ấy vẫn không hề bỏ rơi cô vẫn luôn tìm cô khắp nơi thu thủy mặt đầy cảm thán mở miệng nhưng mà sau khi nghe được lời này của thu thủy cả người diệp oản oản đều mộng bức rồi cái đồ chơi gì vị hôn phu kỳ hoàng là vị hôn phu của tóc húi cua ca thấy thần sắc diệp oản oản có chút không đúng thu thủy cười nói yên tâm đi sự tình kỳ hoàng là vị hôn phu của cô đến bây giờ cũng chỉ có một mình tôi biết cũng không nói với người bên cạnh nghe được lời này diệp oản oản như có điều gì suy nghĩ khó trách lúc trước bắt đầu sẽ cẩn thận như vậy một bộ dáng vẻ y như là gặp phải đại địch xem ra là không biết quan hệ giữa tóc húi cua ca với kỳ hoàng toàn bộ không sợ minh người biết kỳ hoàng là vị hôn phu của tóc húi cua ca chỉ có một mình thu thủy thu thủy vừa dứt lời diệp oản oản liền nhìn thấy Người đàn ông sáng nay vừa mới gặp mặt, đi vào bên trong phòng làm việc của nàng, trên mặt còn mang theo một nụ cười. Các người trò chuyện, các người trò chuyện đi. Nhìn thấy Kỳ Hoàng, Thu Thủy nhìn Diệp Oản Oản, lộ ra một nụ cười đầy trêu ghẹo, chợt xoay người rời đi, hơn nữa còn vô cùng quan tâm mà đem cửa phòng làm việc đóng lại. Nhìn Kỳ Hoàng trước mặt, Diệp Oản Oản tâm trạng ngàn vạn, trong đầu loạn như ma. Làm bậy rồi, tóc húi cua ca và Kỳ Hoàng không ngờ lại có thể là loại quan hệ này nàng phải đối đãi như thế nào với vị hôn phu của tóc húi cua ca? Là y như chim non nép vào người, hay là lạnh lùng đối đãi? Thích, nhưng mà nếu như tóc húi cua ca là vị hôn thê của kỳ hoàng, làm sao có thể sẽ lãnh đạm đối đãi? Có phải hẳn là nên nhiệt tình hơn một chút hay không? Hiện tại, có thể ăn chưa? kỷ hoàng đem bento tiện lợi đặt ở trên bàn làm việc của Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Cảm ơn còn làm phiền anh tự mình làm. Diệp Oản Oản cố gắng làm cho mình chấn định lại, ngay sau đó nhìn lấy bento tô tiện lợi, nhẹ giọng cười nói. Không phiền toái, năm đó cô không phải là cứ suốt ngày quấn lấy tôi, yêu cầu tôi làm bento tô tiện lợi cho cô sao. Cũng quen rồi, Kỳ Hoàng khẽ cười nói. Diệp Oản Oản, tóc húi cua ca, nhà ngươi con miệng nó kết quả đã tạo cái nhiệt gì vậy trời. Lại dám để cho Kỳ Hoàng tự tay làm bento cho ngươi chương 1300, cùng nam nhân khác ở chung một chỗ. Nam nhân của ngươi ngươi lấy đi, ta cũng không muốn nhận đâu. Nếu để cho kỳ hoàng biết, chính mình giả mạo vị hôn thê của anh ta. Đến lúc đó, chính mình không chỉ phải đối mặt không sợ mình truy sát, còn có toàn bộ thế lực ngầm của châu Âu. Làm không tốt, ngay cả một trong tứ đại thế gia, kỳ gia của độc lập châu cũng đều sẽ đổi giết mình. Vậy thì thật là muốn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi. Nhân lúc nóng ăn đi, để lâu sẽ nguội." Kỳ Hoàng nhìn Diệp Oản Oản, khẽ cười nói. "Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở hộp bento tiện lợi ra." Nhìn thấy đồ vật bên trong hộp bento tiện lợi, Diệp Oản Oản bỗng sững sờ. Nàng nghĩ với thân phận của Kỳ Hoàng và tóc húi cua ca, coi như là bento tiện lợi, ít nhất cũng phải có chút hít tổ yến bảo ngư đi. Chỉ bất quá, bên trong hộp bento tiện lợi này, ngoại trừ cơm ra, chỉ có vài miếng thịt nạc cùng một chút rau cải tóc húi cua ca thích ăn những thứ này sao từ trong tin đồn về tóc húi cua ca và sau khi biết tóc húi cua ca lại dám ở trong một căn nhà có ma cho dù có người nói với nàng tóc húi cua ca thích ăn thịt người nàng cũng sẽ tin tưởng cho nên nàng không ngờ rằng tóc húi cua ca sẽ thích ăn những món ăn gia đình đơn giản như vậy đột nhiên biến thành người bình thường nàng ngược lại cảm thấy không quen lắm diệp oản oản lấy đũa ra nếm thử một miếng lúc này diệp oản oản nhìn về phía kỷ hoàng thần sắc hơi có chút kinh ngạc tài nấu ăn của nam nhân này cũng có phần quá tốt rồi còn hợp khẩu vì sao kỳ hoàng hỏi ăn ngon diệp oản oản vô cùng thành thực gật đầu cô chỉ thích ăn những thứ này cho nên tôi cũng chỉ có thể làm những thứ này kỳ hoàng khẽ cười một tiếng nói diệp oản oản nghe nói như vậy trái tim nhỏ bỗng nhất thời đập mạnh hơn một chút ai nha nam nhân này thật là biết thả thính à nha không quá nửa phút, hộp bento tiện lợi đã bị Diệp Oản Oản tiêu diệt gọn. Giờ phút này, Kỳ Hoàng ngồi ở trên ghế salon, hướng về Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vẫy tay qua đây ngồi. Chuyện này, Diệp Oản Oản hơi do dự, nam nhân này lại là vị hôn phu của tóc húi cua ca. Hơn nữa, theo bản năng, Diệp Oản Oản từ trên người của Kỳ Hoàng phát giác ra hơi thở hết sức nguy hiểm, là một loại cảm giác siêu nhiên không thể mạo phạm. Nhưng mà, nàng bây giờ lại đang đóng vai nhân vật tóc húi cua ca. Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi về phía kỳ hoàng, ngồi ở bên cạnh kỳ hoàng. Mấy năm nay, ở bên ngoài sống như thế nào, một đôi con người sâu thẳm hút hồn người của kỳ hoàng, rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Mỗi một câu nói của người đàn ông này, thoạt nhìn như đang nói chuyện phiếm, nhưng mỗi một câu nói lại như có thâm ý khác ẩn bên trong, khiến người ta khó mà phòng bị. Diệp Oản Oản sốc lại tinh thần 100% cười nói, đương nhiên kém hơn ở nhà một chút. Nghe vậy, Kỳ Hoàng gật đầu, mấy năm nay hẳn không phải là ở một mình đi. Có ý gì? Chân mày Diệp Oản Oản nhất thời hơi hơi nhíu lên. Tỷ như cùng nam nhân khác ở chung một chỗ, Kỳ Hoàng có vẻ nhẹ như mây gió, thấp giọng mở miệng nói. Anh rốt cuộc có ý gì? Anh là đang hoài nghi tôi làm chuyện có lỗi với anh? Diệp Oản Oản nhất thời cả giận nói. Trên mặt Diệp Oản Oản tuy là vẻ đầy tức giận, kỳ thực trong lòng lại sợ muốn chết nàng làm sao biết tóc húi cua ca mấy năm nay ở bên ngoài là ở cùng với ai lại có làm chuyện gì có lỗi với vị hôn phu này hay không nàng cũng không phải là tóc húi cua ca lúc này kỳ tu nhiễm lắc đầu một cái không cần tức giận tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút tôi còn có một số việc liền đi trước kỳ tu nhiễm nói xong chậm rãi đứng dậy ngón tay thon dài khẽ vuốt sống mũi của diệp oản oản một cái ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Kỳ Tu Nhiễm. Nói xong, không để cho Diệp Oản Oản có cơ hội phản ứng, Kỳ Tu Nhiễm đã rời đi. Nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm rời đi, trong lòng Diệp Oản Oản dâng lên sóng gió kinh hoàng. Gã Kỳ Tu Nhiễm này, rốt cuộc có ý gì? Trước mắt, chính nàng coi như là vị hôn thê của hắn, nhưng vì sao hắn phải tự giới thiệu mình với nàng? Trường 1301, hai loại khả năng tóc húi cua ca làm sao có thể không biết anh ta gọi là kỳ tu nhiễm. Chẳng lẽ, anh ta đoán được thân phận của mình, Diệp Oản Oản nghi ngờ không thôi. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản cũng không từ trong mắt của kỳ hoàng phát hiện ra bất kỳ ác ý nào. Nếu như kỳ hoàng thật sự biết việc nàng giả mạo vị hôn thê của hắn, chỉ sợ nàng không sống được qua ngày mai. Người đàn ông này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời cứ nghĩ mãi không thông thấy kỳ tu nhiễm đi ra, một ông lão đứng ở trước cửa văn phòng, cũng đi theo sau lưng kỳ tu nhiễm, hai người sóng vai rời khỏi không sợ minh. Sau khi ra cửa, nụ cười trên mặt kỳ tu nhiễm lập tức biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là u buồn vô tận. Giáo sư Chu, như thế nào? Rất nhanh, kỳ tu nhiễm nhìn về phía ông lão bên cạnh mở miệng. Sắc mặt giáo sư Chu tựa hồ có chút do dự, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ hoàng, ngài có thể xác định, cô gái kia chính là minh chủ không sợ minh sao. Không sai, kỳ hoàng nói. Được, đã như vậy, bên tôi cũng đã có đáp án. Giáo sư Chu gật đầu, sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía kỳ tu nhiễm, chậm rãi mở miệng nói, kỳ hoàng, nếu như tôi đoán không lầm, không sợ minh chủ không phải là mất trí nhớ, mà là ký ức bao trùm. Giáo sư Chu ở trong lĩnh vực này là một trong những chuyên gia hàng đầu, Đối với hạng mục như ký ức bao trùm, nghiên cứu đã hơn 10 năm. Nhóm nghiên cứu do ông ta dẫn dắt, trước mắt cũng thuộc trình độ hàng đầu thế giới. Cho nên, giáo sư Chu cực kỳ tự tin, chính mình sẽ không nhìn lầm. Có ý gì?" Kỳ Hoàng lạnh giọng mở miệng. "Kỳ Hoàng, là như vậy, cái gọi là ký ức bao trùm, là sau khi xóa sạch ký ức vốn có, lại cưỡng ép truyền vào một phần ký ức không thuộc về bản thể, cũng là một loại thủ đoạn khiến người ta không thể nghi ngờ gì về thân phận bị tráo đổi." giáo sư chu tiếp tục nói rất hiển nhiên trí nhớ của minh chủ không sợ minh đã bị người ta thanh trừ mà sau đó lại bị truyền cho một đoạn trí nhớ không thuộc về nàng phải không giờ phút này kỳ tu nhiễm giống như hàn băng vạn năm trên trán tản ra một cỗ khí tức lạnh buốt làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm và kinh hãi tột độ ý là nàng không còn trí nhớ của mình đem chính mình coi thành chủ nhân của đoạn trí nhớ xa lạ kia kỳ tu nhiễm mở miệng vâng không sai căn cứ quan sát của tôi đích xác là như vậy bởi vì người mất trí nhớ vô luận là ngôn ngữ cơ thể hoặc phương thức mở miệng nói chuyện đối với những chuyên gia như chúng tôi mà nói đều sẽ có thể phát hiện ra triệu chứng rõ ràng thậm chí là tư duy logic hỗn loạn không rõ mà minh chủ không sợ minh lại không phải như vậy nàng có năng lực suy nghĩ logic cực kỳ mạnh mẽ cho nên ngôn ngữ cử chỉ hành động của minh chủ không sợ minh chỉ có hai loại khả năng Loại thứ nhất, nàng căn bản không hề mất trí nhớ, hiểu rõ được chính mình. Loại thứ hai, bị ký ức bao trùm. Giáo sư Chu nhìn Kỳ Hoàng lúc này như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hết sức cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nghe vậy, Kỳ Hoàng cũng không nhiều lời. Mỗi một câu nói của anh ta, cơ hồ đều là đang thử thăm dò, từ biệt thự đến bên trong không sợ minh, biểu hiện của Vô Ưu đã có thể khiến anh khẳng định, Nhiếp Vô Ưu quả thực đã mất đi ký ức ngày trước. A, à, thú vị kỳ tu nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười vô cùng nguy hiểm. Thấy vậy, thân thể giáo sư Chu khẽ run lên, cả người đông cứng lại, thậm chí ngay cả hít thở cũng chậm lại rất nhiều. Giáo sư Chu, trừ nhóm nghiên cứu của ông có khả năng hoàn thành hạng mục nghiên cứu có độ khó cao như thế này ra. Ánh mắt kỳ tu nhiễm mang theo một nụ cười châm biếm, rơi vào trên người giáo sư Chu. Nghe lời nói này, giáo sư Chu nhất thời thần sắc đại biến chỉ là một ánh mắt của người đàn ông này, liền khiến cho tứ chi bách hài của ông lão kịch liệt run rẩy. Chương 1302, thật sự tức giận. Kỳ Hoàng, chúng tôi cũng không nhận ra không sợ minh chủ, chưa từng gặp bao giờ. Giáo sư Chu vội vàng giải thích, Kỳ Hoàng, tôi có thể lấy toàn bộ tộc nhân của tôi, thậm chí còn là tính mạng của tất cả học sinh tôi mà thề, chúng tôi tuyệt đối không hề làm qua ký ức bao trùm cho không sợ minh chủ. Giáo sư Chu, ngài không cần khẩn trương như vậy, Tôi chỉ là muốn nói, chứ các người ra, còn có người nào có thể thực hiện thủ đoạn như vậy?" Kỳ Hoàng cười nói, "Vâng, chuyện này không quá dễ nói. Theo tôi được biết, Hoa Quốc bên kia cũng có một nhóm nghiên cứu. Nếu như Kỳ Hoàng có nhu cầu, tôi có thể lập tức đi điều tra, nhất định cho Kỳ Hoàng ngài một câu trả lời rõ ràng chi tiết." Giáo sư Chu dùng khăn tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, chợt thề son thề sắt nói, "Được, đã như vậy, vậy thì làm phiền ông đi thăm dò đi. Tôi cho ông, hai tháng, kỳ hoàng nói xong, đầu cũng không thèm quay lại, xoay người rời đi, tiến vào bên trong chiếc xe sang trọng ở phía trước. Kỳ hoàng, vị kia, chính là vô ưu tiểu thư. Một vị nam tử trẻ tuổi mặc tây trang màu đen, lên tiếng hỏi thăm. Ừm, kỳ hoàng chậm rãi mở miệng. Nghe được lời nói này, khuôn mặt nam tử trẻ tuổi hiện ra vẻ vui mừng. Chẳng qua là, ký ức bị thay đổi, kỳ hoàng âm trầm nói. Cái gì? Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi nhất thời cả kinh, có chút khó mà tin được. Từ giây đầu tiên khi kỳ hoàng gặp được Diệp Oản Oản, cũng đã có thể xác định, cô bé này, đích xác là nhiếp vô ưu bao gồm cả vết bớt bẩm sinh sao được xác nhận trong miệng của Thu Thủy cũng có thể chứng minh. Sao thai ký? So với vị nhiếp vô ưu giả của nhiếp gia kia hoàn toàn khác nhau. Nhiếp vô ưu từ nhỏ đã theo ông ngoại rời khỏi nhiếp gia, nhiếp phu nhân cùng nhiếp vô ưu cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với thai ký trên người nhiếp vô ưu cũng không mấy hiểu rõ. Nhưng một nhóm thành viên cốt cán của không sợ minh như đám người thu thủy, cùng nhiếp vô ưu vào sinh ra tử, nhất là thu thủy, đối với thai ký trên người nhiếp vô ưu vô cùng hiểu rõ. Bởi vì thai ký trên người nhiếp vô ưu có hơi đặc thù, nếu muốn làm giả giống nhau như đúc, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, tam tiểu thư nhiếp linh lung đối với thai ký của nhiếp vô ưu cũng không mấy quen thuộc, cho dù tìm người bắt trước, cũng không có khả năng đem thai ký làm giả được quá giống. Kỳ hoàng, tôi có biết đến hạng mục biến thái như ký ức bao trùm. Nếu như vô ưu tiểu thư thật sự bị, đây chẳng phải là nói. Đến tột cùng là ai có loại thâm cừu đại hận đối với vô ưu tiểu thư đến vậy, ác độc như vậy. Nam tử trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi. Đoạn phi, một lát sau, kỳ tu nhiễm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi. Kỳ hoàng, ngài nói đi, đoạn phi nói. Trước đây vô ưu có khả năng cư trú ở Hoa Quốc, cậu cùng khô cốt, lập tức đi Hoa Quốc. Kỳ tu nhiễm nói, ý của kỳ hoàng là, đoạn phi như có điều suy nghĩ. Đem người vô ưu tiếp xúc mấy năm nay, toàn bộ bắt về cho ta. Nếu như cha được là ai thay thế ký ức của vô ưu Siết không tha, kỳ tu nhiễm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhìn thấy nụ cười mang tính biểu trưng cho sự nguy hiểm vô cùng quen thuộc kia, trong lòng đoạn phi khẽ run lên. Lần này, kỳ hoàng là thật sự tức giận. Đoạn phi lập tức đáp lời, ngài yên tâm, thuộc hạ hiểu được phải làm thế nào. Audio điện tử võ tấn bền Bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản bận rộn đến sứt đầu bể chán. Chính mình không phải là nên hóa thân thành đại gia đi hưởng phúc sao. Một đống lớn tài liệu yêu cầu chính mình xử lý, so với thành phần trí thức làm thêm giờ còn thảm hơn. Chủ yếu nhất, một số ít tài liệu Diệp Oản Oản cũng không dám tùy tiện xử lý. Rất nhiều vấn đề có liên quan đến thế lực đối nghịch với Không Sợ Minh, nếu như mình cưỡng ép xử lý, hơi không cẩn thận, hậu quả khó mà lường được. Phong Tỷ chỉ chốc lát sau, âm thanh thất tinh nương theo tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng làm việc truyền vào. Chương 1303, lần nữa dò xét. Vào. Trên mặt Diệp Oản Oản khôi phục vẻ thanh lãnh, bắt đầu đi theo sau Lưng Thất Tinh, cùng đi vào. Phong tỷ, tài liệu tỷ đã phê xong chưa? Bắt đầu đi tới bên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Có lời cứ nói, Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Phong tỷ, từ khi nào tỷ lại chăm chỉ như vậy rồi, chỉ bằng thư giãn một chút đi. Tỷ lần này đi ra ngoài lâu như vậy, khẳng định học được rất nhiều nhiều kiểu mới đi. Biến một cái cho tuổi đệ được mở mang tầm mắt nào, có được hay không? Bắt đầu hưng phấn xoa xoa tay mở miệng nói. Diệp Oản Oản cau mày, biến một cái, biến cái gì, biến thân sao? A, à, ảo thuật của Phong tỷ, không thể kém hơn so với mấy vị ảo thuật ra từ bên ngoài đi đến Độc Lập Châu kiếm tiền đâu nha. Thất Tinh cũng mở miệng cười. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai like là ảo thuật. Làm sao đang êm đẹp lại yêu cầu nàng thực hiện mấy trò ảo thuật. Diệp Oản Oản không ngốc, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, Thất Tinh lần này tới, lại là dò xét mình muốn xem ta làm ảo thuật cũng không thành vấn đề khóe mắt diệp oản oản đảo quanh bốn phía rất nhanh cầm ly nước trên bàn lên đem nước uống một hơi cạn sạch nhìn ly nước này xem lúc này diệp oản oản đem ly nước đưa cho thất tinh thất tinh nhận lấy ly nước quan sát chốc lát thật giống như không có vấn đề gì trong ly có thứ gì không diệp oản oản hỏi không có thất tinh nói có nước nha bắt đầu vội mở miệng nói leo nghe được lời này diệp oản oản liếc mắt nhìn bắt đầu nước không phải mới vừa rồi bị ta uống rồi sao ơ ờ, để thấy bên trong còn có vài giọt nước nhỏ bác đầu nhìn chằm chằm ly nước trong tay thất tinh nói diệp oản oản người còn miệng nó có tin là lão tử một cái tát đập chết ngươi hay không cái tên bác đầu này chẳng lẽ là bị ngu sao rồi cậu đừng để ý đến mấy giọt nước đó diệp oản oản thở dài nói chuyện với bác đầu mệt não quá Ồ, vậy không có gì cả. Bắt đầu gật đầu một cái. Được, Diệp Oản Oản từ trong tay thất tinh lần nữa đem ly nước cầm vào trong tay, ngay trước mặt của hai người, vén tay áo lên, chợt khẽ nâng hai tay, nói, nhìn trong tay của ta, có thứ gì không? Có một chiếc nhẫn, bắt đầu nói. Diệp Oản Oản, người còn miệng nó, có não hay không vậy? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản tháo chiếc nhẫn xuống. Hiện tại không còn, bắt đầu nói. Thấy rõ ràng rồi chứ? Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc, hiện tại chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Ngay trước mặt thất tinh và bắt đầu, Diệp Oản Oản đem ly nước dơ lên thật cao, hai người thật là một khắc không hề rời đi ánh mắt. Cộp. Một giây kế tiếp, ly nước bị Diệp Oản Oản hung hăng úp xuống bàn. Các cậu nói xem, bên trong có cái gì? Diệp Oản Oản nói. Phong tỷ, tỷ nói đùa sao, thứ này còn có thể có vật gì? Bắt đầu bĩu môi Tôi cảm thấy, hẳn là không có vật gì cả. Thất tinh nhàn nhạt nói. Tới đi, mở nó ra. Diệp oản oản để cho thất tinh tiến lên. Rất nhanh, thất tinh đem ly nước mở ra. Một giây kế tiếp, bắt đầu mặt đầy vẻ ngạc nhiên, mà trong mắt thất tinh chính là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phía dưới ly nước, lại có một viên chân châu nhỏ. Nhìn thấy thần sắc của thất tinh, Diệp oản oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, tóc húi của ca cũng thích ảo thuật, hơn nữa đối với ảo thuật có nghiên cứu và thành tựu nhất định. Nếu không, thất tinh sẽ không lấy ảo thuật để so xét chính mình. Thật may, sở học của chính nàng quá mức tạp nham, kiếp trước, chính mình thường xuyên xem các clip giải thích mánh khóe của ảo thuật. Lâu ngày, ít nhiều gì cũng biết một ít trò ảo thuật. Mà bởi vì quan hệ trọng sinh, Diệp Oản Oản thậm chí biết được mấy trò ảo thuật của tương lai mấy năm sau, càng thêm quỷ thần khó đoán. Mà mấy thủ đoạn ảo thuật này, hiện tại, ở trên thế giới này còn chưa được sáng tạo ra. chương 1304, não bị chó gặm qua. Thật ra thì, loại ảo thuật nhỏ này đích xác rất đơn giản, Diệp Oản Oản mới vừa từ trên quần áo mình, gỡ xuống một nút cài bằng chân trâu, sau đó thừa dịp bắt đầu và thất tinh chưa chuẩn bị, đem nút cài đặt ở trên tay phải. Trong nháy mắt khi úp ly từ trên không xuống, đúng lúc lắc cho nút cài rơi xuống, lợi dụng lực quán tính mà thôi ánh mắt của thất tinh và bắt đầu đều tập trung vào tay và chiếc ly của nàng, cũng không hề chú ý đến tay phải. Con bà nó, phong tỷ, bàn tay này của tỷ, quả thật như được thiên sứ tặng cho nụ hôn ban phúc. Thật là lợi hại, bắt đầu nâng bàn tay phải của Diệp oản oản lên, chật chật lưỡi suýt xoa. Để thử một chút xem sao, lúc này, bắt đầu cầm ly lên, hung hăng úp thẳng xuống mặt bàn. Nhưng mà, choang, một tiếng, ly nước bị bắt đầu đập một cái nát bét thấy ánh mắt của thất tinh và diệp oản oản đều trợn trừng nhìn sang bắt đầu gãi đầu một cái mặt đầy mộng bức phong tỷ tay của tỷ được thiên sứ trao cho nụ hôn mặc dù lợi hại nhưng tay của đệ lại càng lợi hại hơn bị chó cắn qua tay của cậu không bị sao cả chỉ là não bị chó cắn qua diệp oản oản đem ly nước bể ném vào thùng rác bắt đầu há miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói nên lời phong tỷ lý đại sư tỷ vẫn còn nhớ chứ Bỗng nhiên, Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Tuy nói Diệp Oản Oản không hề biết đến Lý Đại Sư, Trương Đại Sư là cái khỉ khô gì cả, nhưng tóm lại vẫn phải liều một lần, vì vậy mở miệng biết, nói. "Vậy, Phong tỷ còn nhớ đến, Lý Đại Sư làm gì chứ?" Ánh mắt của Thất Tinh chân chân nhìn chòng chọc Diệp Oản Oản. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản có khổ cũng không biết kêu ai. Cái gã Thất Tinh này, cũng còn miệng nó khó chơi quá đi mình làm sao biết được Lý Đại Sư là làm cái quỷ gì? Cậu cút sang một bên, nói chuyện vòng vèo, để tôi nói. Bắt đầu đặt mông hất văng thất tinh ra, xít lại gần Diệp Oản Oản, phong tỷ, tỷ cũng biết, gã Lý Đại Sư kia là đại họa sĩ nổi danh tại độc lập châu chúng ta. Trước đó, những buổi triển lãm cùng tiêu thụ các tác phẩm của lão ta đều là không sợ minh chúng ta tiến hành, lợi nhuận hàng tháng đều hết sức khả quan. Nhưng hai năm trước, lý đại sư bỗng nhiên lại không đồng ý tiếp tục cùng không sợ minh chúng ta hợp tác phong tỷ gã lý đại sư kia sợ nhất chính là tỷ vừa vặn phong tỷ đã trở về rồi gọi điện thoại cảnh cáo lão già kia một chút đi nghe được lời này diệp oản oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho bắt đầu tiểu tử không hổ là sinh vật có não bị chó cắn có tiền đồ ồ lại có chuyện như thế sao diệp oản oản thần sắc giận dữ cười lạnh nói xem ra lão ta già rồi, hồ đồ rồi. Hừ, lão già kia, nếu như biết phong tỷ đã trở về, nhất định sẽ bị hù chết. Bắt đầu nói, nếu như vậy, phong tỷ tranh thủ xử lý một chút đi. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, thất tinh lại dùng điện thoại di động của mình, gọi đến số điện thoại di động của Lý Đại Sư. Thấy vậy, Diệp Oản Oản lườm thất tinh một cái, thất tinh, cậu là đang dạy tôi, phải làm việc như thế nào à? Thất tinh không dám, nhưng chuyện này tương đối gấp vẫn là nên lập tức hành động thì hơn thất tinh nói gấp gã lý đại sư kia đều đã đoạn tuyệt hợp tác với các người mấy năm hiện tại mới nói gấp vậy trước đó con miệng nó đã làm gì đây không phải là trắng trợn dò xét chính mình sao nhưng tuy là như vậy diệp oản oản cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến thất tinh tôi đã sớm nói qua với các cậu tác phẩm của tôi không cần không sợ minh các cậu phí tâm âm thanh của một lão già từ trong điện thoại truyền ra. Diệp Oản Oản nghe điện thoại, lạnh giọng cười một tiếng, khẽ mở miệng, Lý Đại Sư, xem ra ông đang bị nóng trong người. Chỉ bằng, tôi phái người tới tặng cho ông một chút trà thanh nhiệt, thấy thế nào? Người là ai? Lão già nghe tiếng, hơi kinh ngạc. chương 1305, bẫy chết chính mình. Lý Đại Sư, nhiều năm như vậy không gặp, bây giờ ngay cả giọng của tôi cũng đều không nghe ra. Diệp Oản Oản nói mấy năm không gặp, chẳng lẽ ngài là Bạch, Bạch Phong Minh Chủ, lão già ngạc nhiên. A, à, Lý đại sư xem ra còn không bị hồ đồ, nếu đã không hồ đồ, vì sao lại phải làm ra loại chuyện hồ đồ này? Thanh âm của Diệp Oản Oản càng ngày càng cường thế. Minh Chủ đại nhân, ngài trở về lúc nào, ngài không phải là đã chết rồi sao? Không không không, chuyện này có hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Âm thanh của lão già hơi có chút run rẩy lý đại sư vậy cũng không cần phí lời nữa ông là đại họa sĩ đương nhiên là vẽ trên giấy dùng tay để vẽ ông xem là tôi đem giấy cầm tới cho ông hay là ông đem tay đưa tới cho tôi diệp oản oản cười lạnh nói nghe được lời ấy của diệp oản oản lý đại sư gần như khóc ra tiếng nói đừng 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 minh chủ ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân tay của tôi cũng không thể cắt ra được họa sĩ không còn tay vậy còn làm ăn kiểu gì nếu đã như vậy tôi liền cho người đem giấy đưa qua cho ông hẳn là không có vấn đề gì chứ diệp oản oản thấp giọng cười một tiếng không có không có không có hoàn toàn không thành vấn đề không có bất kỳ vấn đề gì đưa tới càng nhiều càng tốt lý đại sư vội vàng trả lời được rồi nói xong diệp oản oản cúp điện thoại vào giờ phút này thất tinh nhìn chằm chằm diệp oản oản trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc cô gái này phong cách hành sự so với minh chủ, quả thật có mấy phần tương tự. Chửi thề một tiếng, không hổ là phong tỷ của đệ, vài ba lời liền giải quyết xong rồi. Lão già kia, ỉ vào có chút quan hệ với thế lực đối nghịch, liền không thèm nể mặt không sợ minh chúng ta, bây giờ biết sợ rồi. Bắt đầu cười lạnh nói. Bớt nói nhảm đi, đi ăn cơm. Diệp oản oản nói xong, đem điện thoại di động tùy ý vứt cho thất tinh. Phong tỷ, chúng ta đi thiên các phủ đi, nơi đó mới có không ít thứ mới cũng hấp dẫn bắt đầu nói nghe vậy ánh mắt thất tinh lóe lên được mặc dù diệp oản oản cũng không biết thiên các phủ rốt cuộc là nơi nào nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ hiểu biết rất nhanh thất tinh và bắt đầu cùng diệp oản oản rời khỏi không sợ minh thu thủy sau khi biết phải đi thiên các phủ cũng kêu khóc đòi đi theo cuối cùng cũng đi cùng với bọn họ tiểu phong phong sau khi đi thiên các phủ xong chúng ta có nên đi đánh bạc một trận không còn có sàn đấu thú và đấm bốc nữa cô bình thường không phải đều thích đi đến đó nhất sao thu thủy kéo cánh tay của diệp oản oản mở miệng nói diệp oản oản ngoài miệng treo nụ cười trong lòng là một trận chửi đậu xanh rau má lia lịa nàng hoàn toàn không hiểu về đánh bạc cũng không hiểu được cái gì mà sàn đấu thú với lại đấm bốc nữa gã tóc húi cua ca này không cố gắng quản lý không sợ minh lại rảnh rang đi tìm nhiều thú vui thế để làm gì thật là bẫy chết chính mình. Được rồi, có thời gian rảnh rỗi đi đánh bạc vài ba ván, vừa vặn cũng ngứa tay. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Nếu như để cho mình làm phá ra chi tử, vậy khẳng định không thành vấn đề. Hô hô, tay của phong tỷ, chính là được thiên sứ hôn ban phước đó nha. Hôm nay đánh bạc nhất định thắng, khẳng định là không thua được, kỹ thuật đánh bạc tuyệt hảo à nha. Bắt đầu cười nói. Diệp Oản Oản, con nguyện nó, Gã tóc húi cua ca này có muốn để cho nàng sống hay không? Lại còn kỹ thuật đánh bạc tuyệt hảo, có nghĩa là chơi bẩn hay là thế nào? Xem ra, nàng muốn Lặng Yên làm một đứa phá gia chi tử, cơ hồ là không thể nào. Chỉ chốc lát sau, Thất Tinh đem xe đậu sát cạnh một tòa phủ đệ hào hoa. Phía trên tòa phủ đệ có treo bảng hiệu Thiên Các phủ. Cũng còn may chỗ phủ các này không phải là một chỗ kỳ quái gì, chính là một nhà hàng ăn cơm. Tựa hồ nhà hàng ăn này cũng có chút danh tiếng, nguyên liệu nấu ăn cũng cực kỳ đặc thù. chương 1306, khẩu vị quá nặng. Thiên các phủ có tổng cộng 4 tầng. Người bình thường ở độc lập châu, chỉ có thể đi vào tầng thứ nhất. Một số võ giả và lính đánh thuê, có thể tiến vào tầng thứ hai. Mà người có thể tiến vào tầng 3 và tầng 4, không giàu thì sang, tất nhiên là có lai lịch lớn. Sau khi tiến vào thiên các phủ, diệp oản oản quan sát bốn phía không thể không nói nhà hàng này quả thật là vạn phần hào hoa thậm chí có thể dùng từ xa xỉ để hình dung thất gia bắc gia thua thủy tỉ nhìn thấy ba người một người đàn ông trung niên sắc mặt hơi đổi tự mình tiến lên tiếp đái mắt ông gắn trên mông hay sao không nhìn thấy phong tỉ bắt đầu nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lẽo cái gì nghe được lời nói này người đàn ông trung niên nhìn về phía nữ tử sắc mặt u lãnh bên cạnh mình, sắc mặt đại biến. Tóc húi của ca không phải là đã mất tích nhiều năm, nghe đồn là đã chết rồi sao? Vậy làm sao? Minh chủ, ngài trở về rồi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt là nụ cười lấy lòng. Đừng nói nhảm, tìm cho chúng tôi một phòng. Thu Thủy không kiên nhẫn nói. Có có có, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên không người, cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh nhóm người diệp oản oản đi vào một phòng xa hoa ở tầng thứ tư diệp oản oản nhìn chằm chằm thực đơn mặt đầy mộng bức phi thiên long bá vương trên đại dương bá chủ trên đời mấy thứ này con miệng nó là thứ gì phong tỷ tỷ lúc trước không phải là thích ăn phi thiên long nhất sao gọi một phần không Bắt đầu cười nói nghe vậy diệp oản oản hùa theo gật đầu một cái quả thực là đã lâu rồi không được nếm suốt lời Diệp Oản Oản chọn một phần phi thiên long. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ thiên các phủ đem khai thức ăn bưng lên. "Kính chào ngài, đây là bá chủ trên đời, xin mời hưởng dụng." Nhân viên phục vụ nói. Lúc này, Diệp Oản Oản động đúa. "Thật là thơm, mùi vị mãnh thú này thật sự là không tầm thường." Bắt đầu ăn ngấu nghiến. "Mãnh thú?" Sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, thứ này rốt cục là thứ thịt gì mà lại cho nàng ăn vậy hả trời? Bất kể là cái gì, khẳng định cũng không phải là đồ vật bình thường, nhưng nàng có thể không ăn sao? Phi Thiên Long, mời hưởng dụng. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đem thức ăn dâng lên. Phong tỷ, thứ tỷ thích nhất đến rồi. Bắt đầu cười nói. Sau khi Diệp Oản Oản thấy rõ ràng thứ gọi là Phi Thiên Long trên bàn xong, giờ phút này chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử cho xong hết mọi chuyện. Phi Thiên Long, thứ này nàng biết, đây không phải là châu chấu chiên ngập dầu sao? Tại Độc Lập Châu, võ giả chiếm đa số, nhà hàng cao cấp giống như thiên các phủ không đếm xuể, nguyên liệu nấu ăn chủ yếu, đều là những thứ có hàm lượng dinh dưỡng giống như lòng trắng, lòng đỏ trứng, để bổ sung năng lượng cần thiết hàng ngày cho bọn họ. Phong tỷ, sao tỷ không ăn vậy? Bắt đầu thấy Diệp Oản Oản thật lâu không hề động đũa, mở miệng hỏi. Diệp Oản Oản nhìn châu chấu chiên ngập dầu, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ói, ăn cái bà ngoại cậu chứ ăn. Ai lại chế ra cái thứ đồ chơi này? Phong tỷ, tỷ không thích sao? Quả thực, con gái hẳn đều không ai thích những thứ như này. Ánh mắt của thất tinh, chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, nhàn nhạt mở miệng nói. Nhưng mà, còn không đợi thất tinh tiếp tục nhiều lời, Diệp Oản Oản cũng đã động đúa, đem châu chấu chiên ngập dầu nhét vào trong miệng. Cũng không tệ lắm, mùi vị cũng không có biến hóa quá lớn. Sau khi Diệp Oản Oản ực một cái đem châu chấu chiên ngập dầu nuốt xuống, vuốt cằm nói. Thu thủy, cô ăn không? rất nhanh, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy bên cạnh. Nghe vậy, Thu Thủy lắc đầu liên tục, "Tôi, tôi không thích món này lắm." Diệp Oản Oản nhìn Thu Thủy người ta xem, bình thường biết bao nhiêu, lại nhìn một chút tóc húi cua ca, chó chết, khẩu vị không phải là quá nặng rồi sao? Chương 1307, đau dài không bằng đau ngắn. Chính bởi vì đau dài không bằng đau ngắn. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm một mâm đầy châu chấu chiên ngập dầu không nói hai lời, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh, đem một mâm phi thiên long ăn sạch. Cô nén lại cảm giác buồn nôn trực trào ra, Diệp Oản Oản cười nói thật ngon. Ngon cái con miệng nó. Hay là lại gọi thêm một phần, phong tỷ bình thường đều ăn hai ba phần, bắt đầu mở miệng nói. Diệp Oản Oản, bắt đầu, có tin lão tử một quyền đánh cho nhà ngươi thành cái mền không, cái tên đại ngốc này. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bỗng nghe một tiếng cười lạnh từ ngoài cửa truyền đến. Một giây kế tiếp, cửa phòng ăn bị mở ra, mười mấy nam nhân, tràn vào bên trong. Cầm đầu là một gã đàn ông trung niên mặc âu phục, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Minh chủ đại nhân, ngài còn chưa chết à? Âu phục nam nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đàn ông đeo kính, ngôn ngữ thần thái người này tuy là vô cùng phách lối, nhưng Diệp Oản Oản lại cảm kích từ đáy lòng không phải là hắn bỗng nhiên xuất hiện, gã bắt đầu kia chỉ sợ còn muốn gọi thêm hai khay châu chấu chiên ngập dầu cho mình ăn. Nhìn thấy gã đàn ông đeo kính này, thất tinh mặt không biểu tình, mà bắt đầu lại hơi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhỏ giọng nói, phong tỉ. Gã ta là Lý Mà Thần, con tư sinh của tam trưởng lão không sợ minh, Lý Tư, từ bên ngoài tìm trở về 5 năm trước. Nghe bắt đầu nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Nói như vậy, gã đàn ông đeo kính này cũng là người của không sợ minh, nhưng hắn lại dám phách lối ngang ngược như vậy đối với không sợ minh chủ, là có chỗ dựa gì. Thích, phong tỷ, tỷ rời đi mấy năm nay, không sợ minh đã không phải là không sợ minh lúc trước rồi. Nội bộ chia làm hai phe, mấy vị trưởng lão hùa lại, tự làm thành một phe, mà phần lớn thế lực của không sợ minh, bây giờ đều ở trong tay mấy lão già kia. Gã lý mà thần này, chính là một gã con nhà giàu, ỉ vào thế lực tam trưởng lão, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, không sợ mình cũng không có người nào dám đắc tội hắn. bắt đầu nhẹ giọng thở dài. nếu như là ngày trước, minh chủ cũng không mất tích, không sợ mình từ trên xuống dưới, người nào dám bất kính đối với minh chủ. khỏi phải nói đến một gã con tư sinh của tam trưởng lão như lý mà thần này, dù cho chính là tam trưởng lão, nhìn thấy minh chủ cũng phải cung cung kính kính, đàng đàng hoàng hoàng nghe bác đầu thấp giọng giải thích, Diệp Oản Oản cũng đã hiểu được tình hình. Bây giờ, vị trí minh chủ này của nàng, cơ hồ là đã hoàn toàn bị những lão giả cầm quyền của không sợ minh kia ngó lơ, ngay cả một đứa con tư sinh của tam trưởng lão không sợ minh, cũng dám đến cửa khiêu khích. Lý Mạt Thần, ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám bất kính đối với minh chủ. Lúc này, thù thủy đứng dậy, hướng về Lý Mạt Thần quát lên. Cái gì, minh chủ, nghe vậy, Lý Mạt Thần nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, nói, minh chủ mất tích nhiều năm như vậy, chỉ sợ là đã sớm chết ở bên ngoài. Hiện tại, tùy tiện tìm tới một thứ A miêu A cầu nói mình là minh chủ, ta cũng phải đến quỷ lại tin phục hay sao? Càn dỡ, thu thủy lên tiếng trách mắng. Nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện, giờ phút này, ly rượu vang trong tay lý mà thần trong nháy mắt nâng lên, dưới con mắt mọi người. Một ly rượu vang toàn bộ bị Lý Mà Thần tạt vào trên mặt của Thu Thủy. Người tìm chết, Bắt đầu nhất thời giận dữ, lập tức đứng dậy. Lý Mạt Thần, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ ngươi." Thu thủy mặt đầy âm trầm, nhanh chân đi về phía Lý Mạt Thần. Nhưng mà, Thu thủy còn chưa đi được hai bước, đã bị mấy vị tráng hán kia ngăn lại, không cho phép Thu thủy đến gần Lý Mạt Thần. "Ha ha ha, Thu thủy, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của không sợ minh mà thôi, chỉ bằng ngươi đòi đụng đến ta?" thái độ Lý Mạt Thần hoàn toàn yên tâm là có chỗ dựa vững chắc. chương 1308, các ngươi là muốn tạo phản. Lý Mạt Thần nói xong, cười lạnh một tiếng, thu thủy, ngươi chờ đó, lão tử sớm muộn cũng lột hết y phục của ngươi, làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi, nghe được lời nói mất dậy này của đối phương, sắc mặt thu thủy âm trầm đến tột độ. Còn không đợi thu thủy có cơ hội mở miệng nói chuyện, lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về lý mà thần đi tới cút ngay ánh mắt lạnh giá thấu xương của diệp oản oản lập tức đảo qua các vị tráng hán đang vây xung quanh mình lúc này mấy vị tráng hán hơi nhíu mày tiến lên không được không tiến lên cũng không xong ồ các ngươi là muốn tạo phản diệp oản oản khóe miệng hơi hơi dương lên kèm theo một nụ cười mang theo hơi lạnh thấu xương cùng lúc khi tiếng nói của diệp oản oản phát ra mấy vị tráng hán lại lâm vào yên lặng trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Bất kể như thế nào, nữ nhân này, bây giờ vẫn là không sợ minh chủ. Cút! Diệp Oản Oản nghiêm nghị quát một tiếng. Cơ hồ theo bản năng, thân thể mấy vị tráng hán hơi hơi lùi về sau. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Oản Oản tiến về trước một bước, đi tới bên cạnh Lý Mạt Thần. Người đậu miệng đem chính mình xem thành lão đại không sợ minh sao. Lý Mạt Thần dơ ly rượu vang trong tay lên, dường như muốn đập thẳng về phía Diệp Oản Oản. Nhưng mà, còn không đợi Lý mà Thần kịp hành động, Diệp Oản Oản nâng cánh tay lên. Một giây kế tiếp, chỉ nghe, bép, một tiếng thanh thúy, Diệp Oản Oản trở tay một cái, tiếp theo đó là một cái tát vang dội hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Ngươi, ngươi đậu mịa dám, lúc này, Lý Mạt Thần nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc đầy vẻ khó tin. Bép, bép, Lý Mạt Thần còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở tay lại là hai cái bạt tai vang dội. Ngươi là cái thứ gì? Diệp Oản Oản nhìn gã Lý Mạt Thần bị mình đánh đến ngu người, lạnh giọng mở miệng, cha ngươi nhìn thấy ta, cũng không dám phách lối như vậy. Ta hỏi ngươi, ngươi là thứ chó chết gì? Bép, bép. Diệp Oản Oản nói xong, lại là mấy cái bạt tai vang dội khác, hung hăng quất vào trên mặt của Lý Mạt Thần. Không thể không nói, da mặt của gã Lý Mạt Thần này, coi như cũng thật dày quá đi tay của mình tát hắn cũng tê dại cả đi rồi nà. ta giết chết ngươi. sau khi lý mà thần phục hồi lại tinh thần, giận tím mặt, dường như muốn định ra tay. nhưng mà đúng vào lúc này, thân hình bắt đầu trượt lóe lên, vòng ra phía sau gắt gao khống chế lý mà thần, khiến hắn không cách nào nhúc nhích. bắt đầu một con chó như ngươi, mẹ nó, ngươi chờ đó, ta bảo cha ta giết chết ngươi. lý mà thần gào thét, yo, một con chó chết như ngươi định bảo cha ngươi giết chết ta. Được à nha, lão tử hôm nay trước tiên giết chết ngươi, ngươi đi xuống dưới đó trước chờ lão tử. Bắt đầu khịt mũi coi thường. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, đánh cho ta. Lý mà thần không cách nào cục cựa, tức giận nhìn tráng hán ở chung quanh. Những tráng hán này, tất cả đều là nhất đẳng cường giả, thủ hạ của cha hắn. Chuyện này, tráng hán cầm đầu, mặt lộ ra vẻ trần chờ Lý mà thần có thể ỷ vào quyền thế của tam trưởng lão coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn thì không thể được. Nếu như động thủ đối với minh chủ, muốn chết thì động thủ một cái cho ta xem, ánh mắt diệp oản oản như một thanh dao găm sắc bén. Cuối cùng, các tráng hán được lý mà thần dẫn tới, vẫn bị khí thế của diệp oản oản uy hiếp, cũng không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ đứng yên tại chỗ, không nói tiếng nào. Các người đậu miệng đều biết sao. Lý mà thần thấy thủ hạ của mình cũng không có bất kỳ động tác gì, lúc này phẫn nộ quát lên. Bép! Khi tiếng nói của Lý mà thần rơi xuống, Diệp Oản Oản lại là một bà tai, hung hăng quất vào trên mặt Lý mà thần. Không cho Lý mà thần cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản từ trên bàn ăn cầm lên một chiếc đũa, gắt cao đặt vào trên yết hầu của Lý mà thần. Trường 1309, thủ này đại phát. Ngươi, vẫn chưa trả lời ta. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Lý Mạt Thần, hàn quang trong mắt lóe lên, khóe miệng hơi hơi dương lên, một nụ cười tà mị xuất hiện. Trả lời cái gì, Lý Mạt Thần quát lạnh. Trả lời ta, người được tính là cái thứ chó chết gì? Diệp Oản Oản khẽ mở miệng. Lý Mạt Thần mới vừa muốn nói gì, bàn tay Diệp Oản Oản lại đột nhiên dùng sức. Một giây kế tiếp, chiếc đũa đâm thủng ra thịt của Lý Mạt Thần, từng tia máu tươi, thuận theo đũa chậm rãi rơi xuống. Diệp Oản Oản, còn miệng nó, chất lượng chiếc đũa này cũng có phần hơi quá tốt một chút, chính mình rõ ràng chỉ là muốn dọa gã lý mà thần này một cái, làm sao lại trực tiếp đâm thủng rồi. Giờ phút này, thất tình nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như, cô gái này không phải là phong tỷ, cô ta thật sự dám đắc tội với tam trưởng lão như vậy sao? À à à, ngươi, ngươi dám giết ta sao? Trong mắt lý mà thần, cuối cùng cũng hiện ra vẻ sợ hãi cho dù cô gái trước mặt mình này, thật sự là không sợ minh chủ, nhưng mà, với sự thông minh của tóc húi của ca, làm sao có thể lại không phân rõ ràng tình thế trước mắt của không sợ minh. Giả dạ thì thôi đi, cho dù là minh chủ thật sự, hẳn là cũng không dám đối xử với hắn như thế đi. Hắn không tin nữ nhân này thật sự dám giết hắn, nhưng mà, nhìn thấy sát ý trong mắt Diệp Oản Oản không che giấu chút nào, trong lúc nhất thời, Lý mà Thần khó tránh khỏi cũng có chút trột dạ. Giết ngươi! quả thực sẽ làm dơ bẩn tay của ta, lưu ngươi một cái mạng, ta nghĩ, cha ngươi ngày mai hẳn là sẽ mang lại cho ta một câu trả lời hợp lý. Diệp oản oản cười lạnh một tiếng, chợt, chán ghét đem chiếc đũa dính máu trong tay ném sang một bên. Bắt đầu, Diệp oản oản nhìn về phía bắt đầu sau lưng lý mà thần nói. Phong tỷ, có đệ, bắt đầu cười một tiếng, đầy hào hứng đáp lời. Trướng mắt, ném ra ngoài cho ta, Diệp oản oản nói. Yes sơ tương đương, Sao, bác đầu gật đầu một cái, nói xong, một tay bóp cổ lý mặt thần, hướng về phía thu thủy nói, thu thủy, mở cửa sổ ra giúp tôi. Sao tiếng anh, vâng, thưa sếp. Hả, thu thủy sừng sốt một chút, bắt đầu, đây là lầu bốn. Lầu bốn thì thế nào, phong tỷ bảo tôi ném hắn xuống, lầu bốn người thì tôi cũng ném không run tay. Bác đầu cười nói, Diệp oản oản, tôi còn miệng nó là bảo cậu đem hắn ném ra cửa không phải bảo cậu đem hắn từ lầu 4 ném xuống. Nhà hàng này trần nhà của từng lầu rất cao, lầu 4 của thiên các phủ, tương đương với tầng 6, tầng 7 của những tòa cao ốc phổ thông. Đừng, đừng, hiểu Lâm, có chuyện gì từ từ thương lượng, mắt thấy thu thủy thật sự đem cửa sổ mở ra, sắc mặt lý mà thần nhất thời biến đổi. Mấy vị tráng hán lý mà thần mang tới, nắm quả đấm một cái, dù cho muốn ngăn cản, nhưng không một ai dám vọng động ở dưới mí mắt diệp oản oản véo o o, à, a à, à. bịch, nhiều lắm chỉ trong thời gian hai lần hô hấp, toàn bộ cơ thể Lý Mà Thần đã bị bắt đầu từ cửa sổ ném ra ngoài. Diệp oản oản lặng lẽ che chán ở trong lòng, khóe miệng hơi hơi rúm lại, nàng thật sự không có ý tứ đem Lý Mà Thần từ lầu bốn ném ra ngoài. Năng lực nghe hiểu của gã bắt đầu này, tại sao, lại cường đại như vậy? Người thì hắn ném ra ngoài, còn trách nhiệm thì mình gánh. Bắt đầu vỗ tay một cái, nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười nói, phong tỷ, 89 phần 10 là đã té chết, nếu may mắn sống sót, không tàn thì phế. Làm thật là tốt, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng bất đắc dĩ, nhưng ngoài mặt vẫn phải phụ họa cười một tiếng. Trời má, những lão già đám tam trưởng lão kia, ở không sợ minh quyền thế ngút trời, cơ hồ nắm giữ hơn phân nửa thế lực của không sợ minh. Bây giờ, dù cho là minh chủ không sợ minh thật sự trở lại, chỉ sợ cũng phải sợ hãi hai ba phần hiện tại thì hay rồi, chính mình đem con tư sinh của tam trưởng lão chỉnh đến sống dở chết dở. Thù này đại phát rồi. chương 1310, có mặt mũi như vậy sao? Đều còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi xem một chút lý công tử của các ngươi chết hẳn chưa? Bác đầu hướng về mấy vị tráng hán nói. Nghe được lời này của bác đầu, những người mà lý mà thần mang tới, dối giết sông ra ngoài. Mất hứng, Thu thủy hừ lạnh một tiếng, tên khốn này, dám dội rượu vang vào ta. Hôm nay hắn không chết, ta sớm muộn cũng giết chết hắn. Được rồi, phong tỷ không phải là vì cô chút giận sao. Gã lý mà thần kia chính là một tên phế vật, đã sớm bị tử sắc móc giống thân thể, tố chất thân thể quá kém. Cao như vậy, dù có không ngã cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu cười nói, vẫn là tiểu phong phong tốt. Lúc này, thu thủy ôm diệp oản oản, Diệp Oản Oản hiện tại đã quen với sự nhiệt tình cửa thu thủy, ngược lại cũng bình tĩnh. Thật ra thì mới vừa rồi nàng ra tay, mặc dù là vì ngụy trang tóc húi cua ca, bất quá, khi đó nhìn thấy gã lý mà thần đó lên tiếng khinh bạc thu thủy, sự phẫn nộ và cảm giác muốn che chở dâng lên trong lòng này, lại là sự thật. Phong tỷ, gã tam trưởng lão kia cũng không phải là kẻ dễ trêu, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Thất tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Oản, lãnh đạm thờ ơ mở miệng. Nghe vậy, trên mặt diệp oản oản treo một nụ cười lạnh nhìn có vẻ thật giống như cũng không đem cái gì mà tam trưởng lão để ở trong lòng được rồi không ăn nữa mất hứng phong tỉ chúng ta đi đến sòng bạc chơi vài ván đi bác đầu hưng phấn đề nghị diệp oản oản nàng có thể không đi sao nàng vẫn chưa hết sợ hãi cái món phi thiên long kia còn hận không thể mọc thêm hai chân để rời khỏi cho nhanh rất nhanh mấy người đi xuống lầu rời khỏi thiên các phủ Tôi còn có việc, các người chơi đùa tiếp đi." Thất Tinh nói xong, xoay người tự mình rời đi. Chỉ giỏi ăn với đánh giám, Bác Đầu liếc mắt nhìn Thất Tinh, cũng không phản ứng lại hắn. Diệp Oản Oản thấy cái gã Thất Tinh khó giải quyết nhất đã đi rồi, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác này, quả thật giống như là chủ nhiệm lớp rời khỏi lớp học vậy. Sau khi Thất Tinh rời đi, Bác Đầu lái xe, nửa giờ sau, ba người đi tới một sòng bạc hào hoa cỡ lớn. Ở loại địa phương như Độc Lập Châu, đủ các loại hình đánh bạc tùy ý có thể thấy, như sòng bạc hào hoa cỡ lớn loại này cũng không mấy ly kỳ. Bao quanh vòng ngoài sòng bạc là một vài máy móc thiết bị đánh bạc điện tử, mà bên trong chính là loại sòng bạc có thể đánh cược tài sản tính mạng. Thu Thủy Tỷ, thất gia, khách quý A. À. Khi đám người diệp oản oản bước vào sòng bạc, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đứng thẳng người, trên mặt là nụ cười tâu tuét, liền vội vàng tiến lên chào hỏi làm sao, không nhìn thấy minh chủ của chúng ta sao? Bắt đầu một mái tóc đỏ dựng đứng đầy phách lối, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý bên trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp làm người ta không rét mà run. Đừng coi thường cái tên này ở trước mặt Diệp Oản Oản thật giống như một dạng tiểu ngốc tử, nhưng ở bên ngoài, ngược lại thật có thể dọa người. Nghe được lời nói này, thân thể người đàn ông trung niên run lên, lập tức nhìn về phía Diệp Oản Oản, một giây kế tiếp sắc mặt nhất thời thay đổi. Minh chủ không sợ Minh, không sợ minh chủ tóc húi cua ca đã mất tích bao nhiêu năm. Lại trở về tới rồi. Nhưng nếu như ngay cả bắt đầu đều nói là không sợ minh minh chủ, vậy người kia nhất định là tóc húi cua ca không có sai. Minh chủ, nhiều năm không gặp, đều không nhận ra được là tôi không đúng. Như vậy đi, chúng tôi tặng tóc húi cua ca một triệu tiền đặt cuộc, tùy tiện chơi đùa. Nam tử mặc âu phục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản gặp mặt lại tặng ngay một triệu tiền đặt cuộc, có mặt mũi như vậy à? Diệp Oản Oản khiếp sợ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại là vẻ đầy khinh thường, lạnh nhạt nói tôi thiếu chút tiền đặt cuộc nho nhỏ này của ông sao? Nghe tiếng, Âu Phục Nam Tử nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, ngài đương nhiên sẽ không thiếu chút tiền này, là tôi nói sai. Trường 1311, nhất định phải tìm ra anh ta. Người đàn ông mặc Âu Phục nói xong, Nâng cánh tay phải lên, tự vả thẳng một cái vào miệng của mình. Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời có chút cạn lời, gã tóc húi cua ca này, tại Độc Lập Châu này thật sự là một kẻ hung hãn. "Đừng nói nhảm, còn không mời minh chủ chúng ta vào sòng." Thu Thủy hơi mất kiên nhẫn rồi. "Đúng đúng đúng, tới tùy tiện vui đùa một chút, mấy vị khách quý mau mời vào." Âu phục nam tử lập tức gật đầu, dẫn theo ba người Diệp Oản Oản và bắt đầu đi về phía bên trong sòng bạc rất nhanh, Diệp Oản Oản ngừng lại trước một bàn đánh bạc. Trên chiếu bạc có 5 gã đàn ông đang ngồi, nhà cái đang phát bài. Đối với đánh bạc, Diệp Oản Oản một chữ cũng không biết. Nếu đổi lại là chơi thầy xúc sắc, vậy có lẽ nàng còn có thể chơi vài ván. Nhưng kiểu chơi bài như đánh bạc, cơ hồ chưa từng tiếp xúc qua, cũng không hề có chút hứng thú nào. Nhưng mà, nghe nói kỹ năng đánh bạc của tóc húi cua ca lại hết sức không tệ, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ đi các sòng bạc lớn chơi vài ván, thua ít thắng nhiều. Chỉ tiếc, Diệp Oản Oản không biết đánh bạc, chỉ có thể đi nướng tiền mà thôi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Các vị, các vị lại thua rồi. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, một vị nam tử mặc đồ thể thao, tóc dài tới eo, tướng mạo tuyệt đẹp nhàn nhạt, nhạt mở miệng, chợt đem tiền đặt cuộc toàn bộ đều gom tới bên cạnh mình. Lúc này, bốn người kia đồng thời thở dài, ném bài trong tay lên bàn, xoay người rời đi. Trời má. Sau khi nhìn thấy vị nam tử tướng mạo tuyệt đẹp kia xong, bắt đầu sướng cả người, ngay sau đó sắc mặt đại biến, theo bản năng liền muốn rời khỏi nơi này. Về phần phản ứng của Diệp Oản Oản, lại là hơi nhíu mày, trong đầu nghĩ, giá trị nhan sắc bình quân của độc lập châu đều cao như vậy sao? Tùy tiện đến sòng bạc, đều có thể gặp được trai đẹp như vậy. Bất quá Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ riêng từ góc độ thị giác mà xem, giống như là nhìn thấy một đóa hoa đẹp mắt, không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần. Dù sao, nàng là người từng va chạm xã hội, từng cùng nam nhân đẹp trai như vậy sớm chiều sống chung hai đời. Hiện tại dù nhìn ngắm dạng tuyệt sắc gì, cũng như mây khói thoảng qua. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Oản Oản khó tránh khỏi có chút khổ sở. Kiếp trước và kiếp này suốt hai đời, nàng vẫn chưa bao giờ hiểu rõ được người kia tư giả hàn, vô luận như thế nào, nàng đều phải tìm ra được anh ta. Bây giờ bị vây ở không sợ minh mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần có thể khiến cho người của không sợ minh hoàn toàn tin tưởng mình chính là tóc húi cua ca, liền có cơ hội mượn nhờ năng lực của không sợ minh để đi tìm tư giả hàn. Nếu không bằng vào năng lực của nàng, muốn tại không sợ minh tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Này, cậu làm sao vậy? Thấy thần sắc bắt đầu không đúng, Chân mày Thu Thủy hơi hơi nhíu lại. Không có, không có gì, bắt đầu quay đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, ánh mắt người nam tử tóc dài kia chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi "Chơi không?" Diệp Oản Oản nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nàng làm sao biết chơi như thế nào, chỉ nói "Tùy anh." Phát bài, nam tử tóc dài cũng không nói nhảm, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nhà cái. Giờ phút này Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tiền cuộc trên chiếc bàn trước mặt anh ta tính toán một chút, chỉ riêng số tiền này, ít gì cũng phải hơn 10 triệu đi. Thật con miệng nó biết phung tiền mà. Cũng còn may, tóc húi cua ca không thiếu tiền, không sợ minh càng không thiếu tiền. Coi như là thua, cũng không phải là thua tiền của mình. Trước mắt, trên chiếu bạc, chỉ có Diệp Oản Oản và gã đàn ông tóc dài hai người, đang đánh bạc với nhau. Một trăm, nam tử tóc dài cầm bài lên, ném ra một triệu tiền đặt cuộc. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm mấy lá bài trên tay mình, ngoài mặt tỉnh táo, nhưng trong nội tâm lại vô cùng kích động. Con miệng nó, hoàn toàn không biết mấy lá bài này có nghĩa là gì. Chương 1312, chơi cho kích thích một chút. Bây giờ, Diệp Oản Oản lại cũng chỉ có thể làm việc quá khả năng. Trước đó bắt đầu đổi 3 triệu tiền mặt thành thẻ tiền đánh bạc, nói chung cũng có thể chơi được vài ván, nhưng nếu như thua, theo, Diệp Oản Oản tiện tay ném ra một triệu tiền đặt cuộc, không phải là tiền của mình, ngược lại không hề đau lòng chút nào. Nam tử tóc dài cũng không lựa chọn tiếp tục nói nhiều lời, mà lại đem bài của mình ném lên bàn, xếp bài cùng hoa. Diệp Oản Oản nhìn một cái, 9, 10, G, Q, K cùng màu. Mà bài của mình chính là 2, 3, 5, 7, 9. Bài này của cô, Thu Thủy hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, loại này bài cũng dám theo một triệu tấm lớn nhất là chín vận khí hơi bình thường một chút đối mặt với đám bài rác này của diệp oản oản nhắm mắt cũng có thể ăn tiền đi cô thua nam tử tóc dài đem một triệu tiền cuộc của diệp oản oản toàn bộ lấy đi diệp oản oản tôi là ai đây là đâu nháy mắt một cái liền thua hết một triệu sao sòng bạc là nơi mà con miệng nó người nên ở sao nếu như đây là tiền của mình nàng liền muốn đi nhảy lầu. Loại đánh bạc này, Diệp Oản Oản không hề có chút đầu mối nào, ngay cả bài cũng không nhận ra. Tiếp tục nữa, vậy còn đi đến đâu? Nếu như, truyền tới trong tai thất tinh. Này, chơi như thế này, không có ý nghĩa. Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng. Vậy cô muốn chơi thế nào? Nam tử tóc dài nói. Nếu đã chơi, liền chơi cho kích thích một chút. Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ nhếch. Phụng bồi nam tử tóc dài mặt không cảm xúc đây là anh nói lúc này diệp oản oản nhìn về phía nhà cái mang ra một bộ bài mới vâng mới vừa rồi người đàn ông mặc âu phục đã dặn dò qua nàng nữ nhân này là không sợ minh chủ tóc húi cua ca nào dám nói một chữ không liền vội vàng đi lấy một bộ bài mới không biết ngài muốn chơi bài gì đây nhà cái nhìn chằm chằm diệp oản oản mở miệng hỏi thăm ừ liền đấu địa chủ đi chơi ba người diệp oản oản trả lời đấu đấu địa chủ sao nhà cái xứng sở tại chỗ có cần phải chơi lớn vậy hay không sao một dạng chơi bài nổi tiếng của trung quốc thường rất dễ bị chặt và mỗi lần chặt thì tiền cược tăng gấp đôi làm sao không được à diệp oản oản hơi nhíu mày được 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 sòng bạc chơi thế nào đều được nhà cái luôn miệng nói vậy đấu địa chủ mà nói hẳn là ít nhất phải bốn người chứ nhà cái thận trọng hỏi. Tôi thích chơi ba người đấy, được không?" Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lúc trước ở trên mạng, chơi đấu địa chủ cơ hồ chưa hề thua qua, thắng cũng nhiều lắm lắm rồi. Bốn người, nàng cũng sẽ không chơi, chủ yếu vẫn là vì bốn người chơi đấu địa chủ, số lượng bài sẽ nhiều lắm rồi, chính mình cũng rất khó mà thắng được. Thu Thủy, qua đây chơi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Thu Thủy ở bên cạnh. "Hả, Tiểu Phong, tôi không biết chơi." Thu Thủy lắc đầu liên tục. Tiểu Bắc, cậu không phải là biết chơi đấu địa chủ ba người sao, cậu tới đây đi." Lúc này, Thu Thủy một tay đem Bắc Đầu túm qua. "Ọc, à, chơi không được, tôi chơi không tốt." Bắc Đầu cúi đầu, mở miệng nói. "Đừng nói nhảm, ngồi xuống chơi, mau." Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu. Diệp Oản Oản đã mở miệng, Bắc Đầu chỉ có thể ngồi xuống. Lúc này, Bắc Đầu theo bản năng hướng về phía gã đàn ông tóc dài, hai người bốn mắt nhìn nhau chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào nam tử tóc dài nhìn chằm chằm bắt đầu quan sát chốc lát mở miệng hỏi không có không có không có mặt của tôi là khuôn mặt phổ thông nơi chán bắt đầu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh hai năm trước mới vừa giao thủ hai năm sau lại có thể quên mất hắn là ai rồi à mà quên rồi thì tốt bất quá phong tỷ làm sao khi gặp được người này một chút phản ứng cũng không có Phòng Trừng cũng là cách nhau thời gian quá dài, hai người này đều không nhận ra đối phương sao? Thật may, thật may, nếu không hẳn là nơi này đã diễn ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao rồi. Rất nhanh, nhà cái bắt đầu chia bài, mỗi người 17 lá. Gọi địa chủ, Diệp Oản Oản nói. Đập địa chủ, nhìn thấy bài trong tay, bắt đầu vỗ bàn một cái, mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản, bắt đầu, con mẹ ngươi, cướp địa chủ của ta. Sau luật bài đấu địa chủ, ba người chơi, một người làm địa chủ, hai người còn lại làm nông dân, ba người mỗi người 17 lá. Thường người có bài đẹp thì sẽ gọi để nhận làm địa chủ, sau đó phải nhận thêm ba lá cuối. Hai nông dân sẽ đấu bài với địa chủ, nếu địa chủ hết bài trước thì địa chủ thắng, còn một trong hai nông dân ai hết bài trước thì hai nông dân thắng. Bài dùng cả Joker và cũng là con to nhất, vì vậy một bộ bài sẽ có 54 con mỗi lần chặt con joker hay chặt tứ quý là một lần tiền cược tăng gấp đôi. Về cơ bản, trò chơi bài đấu địa chủ có 3 cách chơi, 3 người một bộ bài, 4 người hai bộ bài và 6 người ba bộ bài, nhưng cách chơi phổ biến hơn cả vẫn là 4 người hai bộ bài. chương 1313, đem người đánh chết tươi. Tôi cũng muốn làm địa chủ, người đàn ông tóc dài mở miệng. Ồ, tôi đây không cần, Diệp Oản Oản nói. Thấy bác đầu kích động như vậy, chỉ sợ bài bốc lên cũng không tệ tôi đây cũng không cần bác đầu cũng nói diệp oản oản nam nhân tóc dài sau khi đoạt lấy vị trí địa chủ nhận thêm ba lá đánh ra một con ba lúc này diệp oản oản quăng ra một con át bài còn lại trên tay tất cả đều là một lốc chỉ cần địa chủ đánh không được nàng liền thắng rồi tôi chặt bác đầu cười to một tiếng quăng ra tứ quý năm diệp oản oản người còn miệng nó chặt ta để làm gì? có theo hay không? bác đầu hỏi. diệp oản oản và nam tử tóc dài đồng thời lắc đầu một cái. tôi lại chặt chồng. bác đầu vô cùng hào khí quăng ra tứ quý hai. cùng tôi chơi đấu địa chủ sao? ha ha ha. bác đầu cười to một tiếng, chợt ném ra một con năm. nhưng mà gã đàn ông tóc dài lại trực tiếp dùng một con gì để bắt. không theo. bác đầu nói. nghe vậy nam tử tóc dài đem toàn bộ nguyên lốc bài còn lại trên tay ném ra. Thật giống như là tôi thắng, nam tử tóc dài cười nói. Diệp Oản Oản sớm đã bị chọc cho tức điên, đem mấy lá bài cuối cùng còn lại trong tay bắt đầu mở ra. Còn lại toàn bài rác như 6, 7, V, V. Cậu và ai cùng một phe, là nông dân, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu. Nhất định là cùng với tỷ đó nha, phong tỷ, bắt đầu nói như đúng rồi con ngựa nó cậu và tôi cùng một phe, vậy cậu chặt tôi để làm gì? Diệp oản oản suýt nữa đem bài trên tay mình ném vào trên mặt bắt đầu. Con ngựa chặt mình một lần thì thôi đi, liên tục chặt chồng hai lần, sau đó lại thả bài rác để cho địa chủ thắng rồi. Nếu như, giờ phút này trong tay Diệp oản oản có một thanh đao, có lẽ, nàng sẽ một đao đem bắt đầu bổ làm đôi. Phong tỉ, để có bài để chặt dĩ nhiên là phải chặt rồi. Tỉ xem, để ra nhiều bài như thế, tỷ mới ra một tấm, tỷ còn trách đệ. Bắt đầu có chút hủy khuất nhìn Diệp Oản Oản. Là từ cậu biến, hay là đợi tôi đánh cho cậu lăn? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Phong tỷ, cho đệ thêm một cơ hội nữa đi. Thật lâu không được chơi, nên không quen tay. Lần tới đệ nhất định sẽ cân nhắc thật cẩn thận, đánh cho thật tốt. Bắt đầu lúng túng cười nói. Chia bài. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Nhà cái vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, đấu địa chủ tốn nhiều tiền như vậy mà chỉ để cho hắn chơi cho quen tay thôi sao không gọi địa chủ bác đầu nhìn bài trong tay mình nói tôi cũng không cần nam nhân tóc dài mở miệng hai người bọn họ cũng không gọi vậy bài nhất định không tốt diệp oản oản như có điều gì suy nghĩ gọi địa chủ cầm lấy ba lá bài tăng thêm dành cho địa chủ mặc dù không tính là quá tốt nhưng cũng xem là khá lúc này diệp oản oản đem con rác duy nhất của mình một lá số 3, quăng ra ngoài. Tôi chặt, bắt đầu cười to một tiếng, quăng ra tứ quý quy. Diệp oản oản hung ác trợn mắt nhìn bắt đầu lườm lườm, không theo. Tôi lại chặt chồng, bắt đầu quăng ra tứ quý di. Diệp oản oản khóe miệng hơi rúm lại, lão tử con miệng nó mới ra có một tấm ba, nhà ngươi lại cầm tận hai lốc bài tứ quý để chặt ta. Không theo, để tôi nhìn xem cậu còn được bao nhiêu bộ tứ quý, nếu còn thì chặt chồng nữa cho tôi xem diệp oản oản nhìn chằm chằm bắt đầu cười nhạt nói không có bài để chặt nữa bắt đầu lắc đầu chợt đem toàn bộ bài trong tay ném ra ngoài tất cả đều là bài lốc diệp oản oản bắt đầu người con miệng nó không thể nhường bài sao bài tốt như vậy lại không gọi địa chủ lại đi đặc biệt đào hấu người nhà phong tỉ đệ mới vừa rồi đã nói rồi mà tỷ lại cho đệ thêm một cơ hội đệ nhất định sẽ cân nhắc thật tốt cẩn thận đánh bài thế nào kỹ thuật của đệ vẫn còn tốt thật, ha ha ha. Bắt đầu cười to không dứt Cút, Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, trở giọng đầy lạnh lùng, người thật sự nếu không lăn. Ta liền đem người đánh chết tươi. Sao chú thích, vì bắt đầu thắng, nên phe nông dân, bao gồm cả gã tóc dài thắng. Nên chung cuộc vẫn là bên phía Diệp Oản Oản phải chung tiền, lại còn bị chặt chồng hai lần nên tiền cực phải trả gấp bốn chương 1314, đại boss hung tàn trí cực. Lúc này, bắt đầu lúng túng cười một tiếng, các người chơi đi, các người chơi đi. Tôi chợt nhớ ra, tôi còn có việc, liền đi trước rồi. Rất nhanh, bắt đầu đứng lên, kéo lấy thu thủy lập tức rời khỏi sòng bạc. Bắt đầu không nghi ngờ chút nào, Diệp Oản Oản thật sự sẽ đem hắn đánh chết tươi. Người cũng đi rồi, ngày khác chơi nữa đi. Nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Không được, Diệp Oản Oản ngăn gã nam tử tóc dài lại, chúng ta hai người, cùng chơi đấu địa chủ. Nam tử tóc dài. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, còn có vụ hai người chơi đấu địa chủ. Tại Độc Lập Châu, từ xưa tới nay còn chưa từng có ai dám nói với tôi hai chữ không được. Nam tử tóc dài hai con người híp lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, một nhóm hắc y nhân bỗng nhiên xông vào sòng bạc một gã hắc y nhân trong đó, sau khi tiến vào sòng bạc, đảo mắt qua một cái, cuối cùng rơi vào vị trí bản số 4 của Diệp Oản Oản. Các vị không cần kinh hoàng, chúng tôi và bản số 4 có chút ân oán cá nhân. Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng nói. Khách đánh bạc trong sòng bạc, đối với loại tình huống này, dường như đã thấy thường xuyên, cũng không hề kinh hoàng chút nào. Tìm bàn số 4. Lúc này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên. Đám người này, là muốn tìm chính mình, hay là tìm cái gã đàn ông tóc dài vừa thắng tiền của mình đây? Minh chủ, người ngày hôm nay, ngược lại thật là uy phong nha. Một lão già trong số đó, nhìn về phía Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương. Nghe được lời này của lão già, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời đánh cái bộp một tiếng. Những người này là đến tìm nàng. Diệp Oản Oản không ngốc, trong nháy mắt cũng đã đoán được đại khái. Chỉ sợ, đám người này đều là thủ hạ thuộc thế lực của tam trưởng lão. Đám lão già kia, rốt cuộc có bao nhiêu quyền thế ở không sợ minh? Tuy nói, có khả năng trong lòng bọn họ cũng không tin tưởng rằng mình là không sợ minh chủ, nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại, nàng quả thực vẫn có thân phận minh chủ không sợ minh cơ mà. Giết, bàn số 04, không chừa một mống. Khi lão già ra lệnh một tiếng, hơn 10 người bao vây lấy bản số 04. Chờ một chút. Diệp Oản Oản đem tâm trạng thu liếm, lạnh lùng nói, người này tôi cũng không nhận ra, anh ta là người vô tội. Để cho anh ta rời khỏi đây đi. Nghe vậy, nam tử tóc dài nhìn về phía Diệp Oản Oản, ánh mắt lóe lên. Ngược lại quả là ly kỳ, đời này, lần đầu tiên có người che chở cho hắn. Mãi đến khi Diệp Oản Oản nói chuyện, lão già lúc này mới hướng về phía nam tử tóc dài quan sát. Nhưng mà, nếu đã không quan sát thì thôi đi, chỉ cần một ánh mắt, đã đủ khiến cho thân thể của lão già kịch liệt run lên. Cầu, cầu, cầu tạp trùng, lão già nhìn chằm chằm nam tử tóc dài, thần sắc hoảng sợ bật thốt lên. Ngươi, gọi ta là cái gì? Thanh âm lạnh lùng thấu xương của nam tử tóc dài vừa nói ra, lại cũng chưa kịp nhìn thấy hắn hành động như thế nào, dường như chỉ vừa bước ra một bước, cả người đã thoát cái xuất hiện ở bên cạnh lão già ở xa xa. Cầu cầu, cầu tạp trùng, lão già theo bản năng lặp lại câu vừa rồi. Âm, um, tiếng nói của lão già vừa phát ra hàn quang trong mắt nam tử tóc dài bỗng chợt hiện cánh tay phải nâng lên dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được điểm thẳng một cái lên huyệt thái dương của lão già dưới con mắt mọi người chỉ nghe ầm um, một tiếng vang thật lớn thân thể của ông lão như diều đứt dây vang ra tận mười mấy mét sau khi rơi xuống đất đem chiếc bàn đánh bạc đập bể lão ta chết thảm tại chỗ ta ghét nhất người khác gọi ta là cầu tạp trùng trong mắt nam tử tóc dài, hiện ra lệ khí kinh người. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đã hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Gã đàn ông tướng mạo đẹp mặt này, lại chính là cầu tạp trùng, khắc tinh của tóc húi cua ca, chính là gã đại boss hung tàn trí cực đó. Hình như là lời tác giả, cửu ra mất nét ngày thứ nhất, nhớ anh. Cửu gia mất nét ngày thứ hai, nhớ anh, nhớ anh. Cửu gia mất nét ngày thứ ba, nhớ anh nhớ anh nhớ anh cửu gia mất nét ngày thứ tư ngoa ha à, kỳ hoàng thật là đẹp trai thật là đẹp trai thật là đẹp trai cửu gia mất nét ngày thứ năm gào 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 yêu cầu tạp chủng mất rồi cửu gia này mới nói xong là phen chân ái cơ đấy vuốt lông siêu cấp quản đại sư em đã thấy được ngân hà nhưng vẫn chỉ yêu mỗi một ngôi sao là anh thôi phen quần chúng đã lâu không được ăn thức ăn cho chó hu hu chương 1315, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cầu tạp trùng, không một ai biết lai lịch của hắn, lại càng không biết tên họ, lại chỉ biết được, thực lực của người này, tại độc lập châu hoàn toàn có thể hoành hành không cố kỵ, có thể nói là không có bất kỳ địch thủ nào. Rất ít người biết được tướng mạo của cầu tạp trùng, nhưng mà không sợ minh, bởi vì trước đó minh chủ tóc húi cua ca muốn trả thù cầu tạp trùng. Vì vậy mới dẫn đến việc không sợ minh cũng không hề xa lạ với gương mặt của gã cầu tạp trùng này thấy lão già bị cầu tạp trùng một chiêu đánh gục tại chỗ, từng người từng người được lão ta mang tới câm như hến, thật giống như ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Ai lại có thể nghĩ đến, minh chủ không sợ minh lại có thể ở cùng một chỗ với cầu tạp trùng. Hai người này, rõ ràng là không vừa ý lẫn nhau cơm mà. Đi, đi mau. Một gã hắc y nhân trong đám, nhìn cầu tạp trùng đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Việc minh chủ và cầu tạp trùng ở chung một chỗ, nhất định phải nhanh chóng quay trở về báo cáo lại cho trưởng lão ta để cho các ngươi đi rồi sao ánh mắt lạnh giá thấu xương của nam tử tóc dài chậm rãi quét qua mọi người nghe lời nói này tất cả mọi người ở đây đều không một ai dám nhúc nhích chút nào cầu ra, cầu ra đây đều là hiểu lầm gã đàn ông cầm đầu nhìn cầu tạp trùng mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối người gọi ta là gì cầu tạp trùng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không không không, Gia Gia, ngài là Gia Gia của tôi. Nam tử cầm đầu khóc không ra nước mắt, hắn làm sao biết được cầu tạp chủng có tên gọi là gì? Người độc lập châu, không phải đều gọi hắn ta là cầu tạp chủng sao? Các người thuộc không sợ minh, nam tử tóc dài hỏi. Chuyện này, nam tử cầm đầu theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bọn họ đích xác là người của không sợ minh, nhưng... Hôm nay tới ám sát minh chủ, thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài chỉ bất quá đối mặt với cầu tạp trùng bọn họ cũng không hề dám nói dối chút nào nếu không tối nay rất có thể không cách nào sống sót rời khỏi sòng bạc vâng đúng thế ở dưới khí thế đầy uy hiếp của cầu tạp trùng nam tử chỉ có thể cắn răng thừa nhận theo tiếng nói rơi xuống nam tử tóc dài vô tình hay cố ý hướng về phía diệp oản oản bên cạnh mình nhìn lại cút đi nam tử tóc dài nhàn nhạt mở miệng nghe được câu này mọi người không sợ minh như được đại xá, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi sòng bạc. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nam tử tóc dài rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Bị ánh mắt của cầu tạp trùng nhìn chăm chú, Diệp Oản Oản run lên trong lòng. Tóc húi cua ca, kiếp trước ta và người có thủ oán sao? Người rốt cuộc đã đắc tội với cái đồ chơi gì? Bọn họ là người của không sợ minh, nam tử tóc dài nhìn lấy Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Ồ, hình như là vậy, diệp oản oản lúng túng cười một tiếng nếu như tôi nhớ không lầm mới vừa rồi bọn họ gọi cô là minh chủ nam tử tóc dài như có điều gì suy nghĩ hả là môn chủ diệp oản oản liền vội vàng giải thích xin anh ngàn vạn lần chớ hiểu lầm tôi là người bán cửa sinh ý cũng không tệ lắm cho nên có một cái biệt danh gọi là môn chủ sao môn chủ chủ tiệm bán cửa bán cửa nam tử tóc dài hơi sững sờ đúng 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 chính là bán cửa cửa sắt, cửa gỗ, cửa kính, cửa gì cũng đều bán. Diệp Oản Oản liền vội vàng gật đầu. Cẩu ra, tôi có thể đi được chưa? Diệp Oản Oản trên mặt là một nụ cười đầy nịnh nọt. Con miệng nó, người đàn ông trước mắt này, thật là gã boss đáng sợ nhất độc lập châu. Một chiêu đánh ngã tóc húi cua ca thời kỳ cường thịnh, chỉ một thân một mình thiếu chút nữa đã hủy diệt một cổ tộc lánh đời. Năm đó, tóc húi cua ca rốt cuộc cuồng vọng đến trình độ nào, ngay cả loại boss đáng sợ như thế này cũng dám tùy ý trêu chọc. Nghe nói tóc húi của ca năm đó hẹn cầu tạp trùng tỷ võ công bằng, nhưng lại ở trong bóng tối mai phục không ít cường giả không sợ minh. Sau khi cầu tạp trùng ngừng chiến, liền ra lệnh một tiếng để cho cường giả không sợ minh toàn bộ xuất hiện đánh hội đồng cầu tạp trùng. Chỉ bất quá đám cường giả không sợ minh kia cuối cùng đều bị cầu tạp trùng tả xung hữu đột tử thương trầm trọng chương 1316, gần đây có khỏe không? Giờ phút này, Diệp Oản Oản hận không thể tránh xa, chàng trai đẹp này càng xa càng tốt. Cô thật sự không phải minh chủ không sợ minh sao? Cầu tạp trùng nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, đại hiệp à, chúng ta có thể đổi đề tài được không? Tôi thật sự chỉ là một người bán cửa. Đại hiệp, anh suy nghĩ một chút đi, nếu như tôi thật sự là không sợ minh chủ, những gã thuộc thế lực của không sợ minh, vì sao phải tới giết tôi?" Diệp Oản Oản giải thích. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nam tử tóc dài khẽ vuốt cầm. Những lời này dường như cũng thật có chút đạo lý, người của Không Sợ Minh đối với Không Sợ Minh chủ sẽ luôn luôn trung thành. "Cô tên là gì?" Nam tử tóc dài nói. "Tôi, tôi tên là Diệp Oản Oản." Diệp Oản Oản thành thật trả lời. "Dịch Thủy Hàn," nói xong, nam tử tóc dài xoay người rời đi. Hàn đại hiệp đi mạnh giỏi. Ngày khác có thời gian rảnh hãy tới tìm tôi sau. Sau khi thấy dịch thủy Hàn rời đi, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, like, cầu tạp chủng có tên là dịch thủy Hàn. Cái tên này, nghe cũng khá là hay đấy chứ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản cũng rời khỏi sòng bạc, chỉ một thân một mình quay trở lại biệt thự. Chuyện tối nay, tạt cho Diệp Oản Oản một gáo nước lạnh, cũng giúp cho Diệp Oản Oản bắt đầu hiểu được tình thế chân chính của không sợ minh con riêng của tam trưởng lão dám khiêu khích chính mình, sau khi bị bắt đầu từ lầu bốn ném xuống, ngay sau đó, chính mình gặp phải thế lực thuộc không sợ minh đuổi giết. Dùng ngón chân để suy đoán, cũng biết lần truy sát này, chắc chắn có liên quan đến tam trưởng lão. Trong không sợ minh, cũng không phải dễ ứng phó như nàng tưởng tượng khi trước. Thất tinh, chẳng qua chỉ là một cửa ải sơ cấp, thứ chân chính khiến cho Diệp oản oản nhức đầu, chính là đám lão già có quyền có thế của không sơ minh kia. Nếu như, mình không thể chân chính ngồi vào vị trí minh chủ không sợ minh thật sự chỉ sợ sẽ phải chết vô cùng thê thảm bây giờ diệp oản oản sớm đã không còn một con đường thứ hai nào khác để đi muốn tìm người ở độc lập châu căn bản là không mấy thực tế nhưng nếu như mượn dùng thế lực của không sợ minh để đi tìm tư dạ hàn hẳn là sẽ không quá mức khó khăn nhưng trước mắt mà nói nàng căn bản là không có cách nào điều động thế lực hạch tâm của không sợ minh cho nên con đường duy nhất còn lại của Diệp Oản Oản, cũng chỉ có thể là ngồi thật vững vị trí không sợ minh chủ. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Tư giả hàn, Diệp Oản Oản lầm bẩm trong miệng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản đi thật sớm tới trụ sở chính không sợ minh. Phong tỷ, tối ngày hôm qua, bắt đầu đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản, sắc mặt ngưng trọng. Hắn quả thật không phải là không dành chơi đấu địa chủ, chỉ bất quá, tiền của cầu tạp trùng, quả thật là không dám thắng nha bác đầu vốn là muốn muốn giải thích điều gì nhưng không đợi hắn nói chuyện diệp oản oản lại bày ra gương mặt lạnh lùng đem mấy gã trưởng lão kia gọi đến đây cho tôi hả nghe diệp oản oản nói lời ấy bác đầu hơi sững sờ những lão già kia hắn làm sao có thể gọi tới được nói tôi có chuyện cần tìm bọn họ không cho bác đầu cơ hội mở miệng diệp oản oản nói vậy được rồi để đệ đi thử một chút bác đầu gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nhưng mà, bác đầu mới vừa ra khỏi cửa, bỗng lại đi vào, phong tỉ, xem ra không cần đệ đi mời, chính bọn họ tới rồi. Theo lời của bác đầu vừa dứt tiếng, mười mấy lão già chậm rãi đi vào phòng làm việc của Diệp Oản Oản. Nhìn những lão già trước mắt này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nàng không quen biết bất cứ ai. Cuối cùng vị nào mới là tam trưởng lão. Lúc này, Diệp Oản Oản làm bộ làm tịch nhặt một tập văn kiện trên bàn lên, nhìn chăm chăm tài liệu trong tay, cũng không ngừng đầu, trong miệng cười lạnh nói tam trưởng lão, gần đây có khỏe không? Theo tiếng nói của Diệp Oản Oản phát ra, một lão già mặc tây trang màu đen, đầu tóc bạc trắng, chợt tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói, làm phiền minh chủ quan tâm, đoạn thời gian gần đây vẫn còn khỏe lắm. Trường 1317, can đảm càng lúc càng lớn. Lúc này, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão già. Người này chính là Tam trưởng lão Không Sợ Minh, ngược lại lại có dáng vẻ hiền lành lương thiện vô cùng. Không biết các vị hôm nay chủ động tới tìm tôi, không biết là có chuyện gì. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt mở miệng nói. Trước đó vài ngày, chúng tôi biết được Minh chủ trở về, chỉ bất quá, trong liên minh lại có sự kiện khẩn cấp cần xử lý, cho nên không thể tới bái kiến Minh chủ. Hôm nay vừa vặn hoàn thành xong tranh thủ thời gian, đặc biệt tới cáo lỗi. Một lão già khác có chút hơi lớn tuổi, âm thanh hơi lộ ra vẻ lãnh đạm thờ ơ. Nhìn bề ngoài tựa như gió êm sóng lặng, nhưng Diệp Oản Oản lại biết được, hôm nay trên khí thế, mình nhất định không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không, đừng nói đến chính mình là một tên minh chủ giả, coi như có là minh chủ thật sự, cuộc sống về sau cũng sẽ không tốt lắm. Có lẽ, chết như thế nào nàng cũng sẽ không biết được. A, à, phải không? khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười tà mị vô hình. Đám người bắt đầu, vẫn đứng ở cách đó không xa, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Thất Tinh vẫn luôn thời thời khắc khắc quan sát ngôn hành cử chỉ của Diệp Oản Oản, như là muốn từ trong đó tìm ra một chút kẽ hở. "Minh chủ, tôi muốn hỏi một chút, ngài nhiều năm như vậy đã đi nơi nào?" Bỗng nhiên, Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng cười lạnh nói: "A" à, tam trưởng lão thật đúng là quan tâm đến tôi hà nha. Diệp Oản Oản cười nói. Đó là lẽ tự nhiên, ngài thân là minh chủ không sợ minh. Tam trưởng lão mở miệng nói. Nhưng mà, tam trưởng lão còn chưa có nói xong, sắc mặt Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy, Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, từ trên bàn làm việc nhặt lên một sấp tài liệu, hung hăng ném vào mặt tam trưởng lão. Lão già kia, ông chán sống rồi. Diệp Oản Oản lạnh giọng quát một tiếng. Diệp Oản Oản đột biến, quả thực khiến cho mọi người ở đây không đỡ kịp. Đám người thu thủy và bắt đầu, sau khi thấy Diệp Oản Oản hành động như vậy, không khỏi xứng sờ tại chỗ, mà trong mắt của bắt đầu lại thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bây giờ, phần lớn quyền thế của không sợ minh, đều ở trong tay những lão già này. Diệp Oản Oản làm như vậy, chẳng lẽ, thật sự muốn cùng những lão già kia vạch mặt, không chết không thôi. Minh chủ, cô thế này là có ý gì? Tam trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, hàn quang trong mắt không ngừng lóe lên. Nhìn thấy sát ý như ẩn như hiện trong mắt tam trưởng lão, quả thật khiến cho lòng Diệp Oản Oản có chút suy nhược. Chỉ bất quá, thân sắc trên mặt nàng, lại toát lên vẻ lạnh giá thấu xương. Tôi không ở nơi này chút ít năm, sự can đảm của ông, thật giống như càng lúc càng lớn. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Hừ, minh chủ, lời này của cô là có ý gì? Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Tối hôm qua, Đứa con tư sinh đó của ông làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng ông không rõ ràng sao?" Diệp Oản Oản nhìn Tam trưởng lão, mở miệng nói. Nghe được lời nói này, Tam trưởng lão lại khoát tay một cái, "Minh chủ, đồ vật có thể ăn lung tung, nhưng không thể nói lung tung được, tôi không hề có con tư sinh nào cả." "Phải không?" Diệp Oản Oản gật đầu một cái, bắt đầu đem người mang tới. "Được, bắt đầu xoay người rời khỏi phòng làm việc." Tối hôm qua, bác đầu nhận được điện thoại của diệp oản oản đặc biệt từ trong bệnh viện đem lý mà thần len lén trói mang ra mặc dù không biết ý của diệp oản oản nhưng bác đầu vẫn tuân lệnh không hề sơ sẩy chút nào rất nhanh hai tên thành viên không sợ minh khiêng một cái cáng cứu thương đi theo sau lưng bác đầu nhanh chân đi vào phòng làm việc trên cáng cứu thương kia chính là con tư sinh của tam trưởng lão lý tư lý mà thần sau khi tam trưởng lão thấy được lý mà thần cả người quấn băng gạt Ánh mắt lại nhất thời biến đổi. Lý Tư, nếu ông không có con tư sinh, vậy người này, ông có biết là ai không?" Diệp Oản Oản cười lạnh nói. "Chương 1318, dĩ nhiên là giết." "Không quen biết." Lý Tư dáng nhịn nói. "Ồ, Tam trưởng lão, ông thật không nhận ra sao?" Trên mặt Diệp Oản Oản đầy vẻ kinh ngạc. "Lão già này quả thật là cáo già, Lý mà Thần có ai không biết chính là con tư sinh của Lý Tư, bây giờ lại chối sạch không nhận." ngay cả con trai mình cũng giả ngó lơ ra vẻ không quen biết. Minh chủ, tôi nói không quen biết là không quen biết. Nói xong, Lý Tư xoay người nhìn về phía hai gã thành viên không sợ Minh đang khiêm cáng cứu thương, người nọ là từ đâu tới, thương nặng như vậy, mau nhanh đưa đến bệnh viện đi. Đừng để hắn chết ở chỗ này, làm ô uế bầu không khí. Chuyện này, hai gã thành viên không sợ Minh có chút do dự, Minh chủ vẫn chưa để cho bọn họ đi mà. Chậm đã. Diệp Oản Oản cười nhạt, người này hôm qua mạo phạm tôi và thu thủy, hơn nữa còn dằn mặt tôi, cũng lớn tiếng lắm. Ha ha, Minh Chủ, ngài vừa trở về, tất nhiên sẽ có một ít thứ không có mắt dám mạo phạm. Tôi thấy, Minh Chủ ngài nếu tha cho người được thì nên tha đi. Minh Chủ, ngài nói đúng không? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nói một câu đầy thâm ý. Tha cho người được thì nên tha. Khóe miệng Diệp Oản Oản kéo ra một nụ cười lạnh giá, đời này của tôi, thật giống như là chưa bao giờ biết được cái gì mà gọi là tha cho người được thì nên tha. Không cho tam trưởng lão tiếp tục có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu, bắt đầu, ngày trước, loại chuyện này, xử lý như thế nào? Người nhục mạ không sợ minh chủ, diệt tộc, người bất kính đối với không sợ minh chủ, giết. Bắt đầu phát âm từng chữ to rõ, có lực. Được, Lý Tư, ông nghe rõ chưa? Sau đó, Diệp Oản Oản hướng về phía tam trưởng lão nói. A, à, vậy không biết minh chủ ngài muốn xử lý người này như thế nào. Lý Tư đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Diệp Oản Oản, dường như cũng không hề có vẻ sợ hãi. Dĩ nhiên là giết rồi, Diệp Oản Oản nói. Ngươi, nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Tam trưởng lão bỗng trầm xuống. Dĩ nhiên, nếu như Tam trưởng lão thừa nhận hắn là con của ông, có lẽ tôi có thể mở một mặt lưới, đem việc này xóa đi. Diệp Oản Oản lại nói. Nghe vậy, Sắc mặt tam trưởng lão Lý Tư cực kỳ âm trầm Cho dù tất cả mọi người đều biết Lý Mà Thần là con của hắn Chỉ cần mình không thừa nhận là được Nếu như chính mình thừa nhận Dung túng con trai của mình khiêu khích không sợ minh chủ Cái tội danh này toàn bộ đều sẽ quy trách nhiệm lên đầu của hắn Minh chủ, ngài thật sự là biết nói đùa Tiểu súc sinh này làm sao có thể là con trai của tôi Lý Tư nói Được, rất tốt, nếu không phải là con của ông vậy tôi đây chỉ có cách giết hắn nếu không cái mặt mũi của minh chủ không sợ minh này phải đặt ở nơi nào diệp oản oản lạnh lùng nói lão già tam trưởng lão lý tư này quả nhiên là khó đối phó chỉ cần hắn thừa nhận lý mà thần là con của hắn diệp oản oản liền có biện pháp gán cho hắn một tội danh bắt đầu vậy hắn ta liền giao cho cậu từ từ hành hạ diệp oản oản cười nói minh chủ ngài cứ yên tâm đi giao cho tôi cái tên tiểu súc sinh này coi như là vào tu la địa ngục. Tôi bảo đảm khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Bắt đầu gật đầu một cái. Hỗn trướng, giờ phút này, tam trưởng lão Lý Tư gầm lên một tiếng, loại súc sinh này, lại dám không đem minh chủ không sợ minh chúng ta để ở trong mắt. Minh chủ, không cần ngài phí tâm. Tam trưởng lão nhìn về phía Lý Mà Thần trên cáng cứu thương vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, không cho Diệp Oản Oản thời gian phản ứng, giơ tay lên tung một trường, hung hăng bổ vào trên đầu của Lý Mạt Thần. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, tiếng xương gãy vang lên, Diệp Oản Oản thấy, từ trong tai mắt mũi miệng của gã Lý Mạt Thần kia, đều có vết máu tràn ra, thê thảm biết bao nhiêu. Một trường này của tam trưởng lão Lý Tư, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Diệp Oản Oản. Ai có thể nghĩ đến, tam trưởng lão Lý Tư đúng là dùng một trường đem con trai ruột của mình đánh chết. Ý định ban đầu của Diệp Oản Oản, chỉ là muốn tìm ra sơ hở của tam trưởng lão, khiến cho tam trưởng lão thừa nhận lý mà thần là con của hắn mà sau đó nàng liền có thể gán cho tam trưởng lão tội danh mưu đồ bất chính tìm một cơ hội đem hắn ta đá ra khỏi không sợ minh nhưng vạn vạn không ngờ tới cái gã tam trưởng lão lý tư này quả thực là quá mức ác độc chính là bởi vì hổ dữ còn không ăn thịt con mãnh thú còn như vậy nhưng gã tam trưởng lão này bây giờ diệp oản oản lúc này mới phát hiện tình cảnh mà chính mình đang phải đối mặt, đáng sợ đến giường nào. chương 1319, không có gì khác nhau. Bây giờ, Diệp Oản Oản lúc này mới phát hiện, tình cảnh của chính mình phải đối mặt, đáng sợ như thế nào. Cho dù chính mình ở trên vị trí không sợ minh chủ này, chỉ cần hơi không cẩn thận, có khả năng xương cốt cũng bị nghiền thành cho, ngay cả mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Lý Tư, ông hạ thủ thật là gọn gàng à nha. Diệp Oản Oản nói, Hàn Quang trong mắt Tam trưởng lão lóe lên, trên mặt hiện ra một nụ cười châm biếm, Minh chủ à, lời này của ngài tôi nghe không hiểu. Tiểu súc sinh này tôi không quen không biết, lại dám mạo phạm Minh chủ ngài, dù tôi có chém hắn thành muôn ngàn mảnh cũng không có gì quá đáng, có gì mà không xuống tay được. Lúc này, mười mấy lão già liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau, đầy thấy được ý cười khinh bỉ. Con cháu của Lý Tư vô cùng đông đảo, một đứa con tư sinh mà thôi, căn bản cũng không là gì chỉ bất quá, không nghĩ tới, người minh chủ này mất tích nhiều năm, sau khi trở về, tác phong làm việc, so với ngày trước dường như cũng không có gì khác nhau. Trừ chuyện đó ra, còn có một việc, Diệp Oản Oản đảo mắt một cái qua toàn trường, tối hôm qua, tôi đang đi đánh bạc, gặp phải hơn 10 người truy sát. Cái gì, lại có chuyện như thế? Bắt đầu và thu thủy thần sắc cả kinh, tối hôm qua bọn họ cũng đi đánh bạc một trận, chỉ bất quá, đã rời đi rất sớm, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Các người có biết, người đuổi giết tôi, là thế lực phương nào? Diệp Oản Oản cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, là người của không sợ minh. Cái gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thành viên không sợ minh tất cả đều giật mình. Người của không sợ minh truy sát không sợ minh chủ. Cơ hồ theo bản năng, ánh mắt của đám người bắt đầu và thu thủy, hướng về phía mười mấy lão già kia quét tới, nhất là tam trưởng lão Lý Tư ha ha, minh chủ, với thực lực của ngài mà nói, ai lại dám đi đuổi giết ngài. Một lão già mặc âu phục màu đỏ cười nói. Nhị trưởng lão nói có lý, tam trưởng lão lý tư gật đầu một cái. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản trên mặt nổi dù chưa nói gì, nhưng trong lòng đã cười lạnh không thôi. Những người tối hôm qua, giết mình chỉ là một mặt, dò xét chính mình có phải là không sợ minh chủ thật sự hay không, chỉ sợ mới là một phương diện khác. Nếu như là giả, rất có thể sẽ bị giết tại chỗ, nhưng nếu như là thật, đám lão già kia, nhất là tam trưởng lão Lý Tư, hẳn là sẽ đổi một loại thủ đoạn khác để đối phó với nàng. Chỉ bất quá, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ tới, tối hôm qua nàng đi đánh bạc một trận, lại, mèo mù với cá rán, gặp được cầu tạp trùng, chính là nhân vật cấp đại boss không sợ trời không sợ đất nọ. Bắt đầu, thù thủy, chuyện này, dù có phải đem độc lập châu lật tung lên tận trời, cũng phải tra rõ rõ ràng ràng cho tôi, đem kẻ sai khiến sau màn bắt đến trước mặt tôi. Diệp Oản Oản hướng về đám người bắt đầu nói. Minh chủ yên tâm. Bắt đầu và thua thủy đồng thời mở miệng nói. Tốt rồi, Minh chủ, chúng ta nói một chút chính sự đi. Nhị trưởng lão một thân Âu phục màu đỏ, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Nói, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Là liên quan tới Yến gia phía Bắc Vân Thành, nhị trưởng lão chậm rãi nói. Nói tới Yến Gia, đám người bắt đầu và thu thủy, đều là sắc mặt ngưng trọng. Yến Gia là một võ đạo thế gia ăn sâu bén dễ ở phía Bắc Vân Thành, những năm gần đây, cùng không sợ Minh tranh đấu rất nhiều. Không sợ Minh mấy lần vây quét Yến Gia cũng không thành công. Sau đó, Yến Gia phát động phản kích, hủy diệt mấy chi nhánh của không sợ Minh, hơn nữa thành công dụ dỗ thành viên chi nhánh làm phản, quy thuận Yến Gia. Nhất là đoạn thời gian gần đây nhất, Yến Gia kia lại cùng các đại công hội lính đánh thuê cùng học viện lính đánh thuê tiến hành một loạt hợp tác. Đối với Không Sợ Minh, đây là một sự đả kích không nhỏ. Chương 1320, một con đại bạch hổ. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Diệp Oản Oản dường như có điều gì suy nghĩ. Loại tình huống này đã hoàn toàn xúc phạm danh giới cuối cùng của Không Sợ Minh. Đoạt đi sinh ý của Không Sợ Minh không nói, còn xúi dục chi nhánh Không Sợ Minh làm phản loại chuyện này, còn cần tôi dạy cho ông phải làm gì sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão, lạnh lùng nói. Ha ha, Minh Chủ, nếu như là ngày trước, một cái yến ra, chúng ta xác thực không cần để ở trong mắt. Nhưng từ sau khi Minh Chủ ngài rời đi, không sợ Minh đã không được như lúc xưa. Thế lực của Yến Gia vẫn luôn không hề yếu, những năm gần đây càng ngày càng vững mạnh, sợ là khó đối phó. Nhị trưởng lão nói, thất tinh, cậu có ý kiến gì? diệp oản oản nhìn về phía thất tinh minh chủ quyết định là được thất tinh nhàn nhạt nói diệp oản oản cần ngươi để làm gì bắt đầu cậu thì sao diệp oản oản nhìn về phía bắc đầu minh chủ yến ra nhiều lần mạo phạm không sợ minh chuyện này nếu như trước kia minh chủ ngài không có mặt vậy cũng liền thôi đi nhưng hôm nay minh chủ ngài đã trở về mạo phạm không sợ minh cũng sẽ như mạo phạm minh chủ ngài theo ý tứ của thuộc hạ hàn quang trong mắt bác đầu chợt lóe lên làm ra động tác cắt cổ giết không chừa một mống ngay cả bác đầu đều biết phải làm thế nào nhưng ông lại không biết tôi thấy vị trí trưởng lão này của ông hẳn là cũng nên thôi đi diệp oản oản nhìn chằm chằm nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng minh chủ nói đúng lắm chúng tôi đều già nên hồ đồ rồi nhị trưởng lão thấp giọng cười một tiếng Cái yến ra kia nào dễ đối phó nếu diệp oản oản đã như thế vậy thì không còn gì tốt hơn một khi cuộc chiến với Yến gia phát sinh bất kỳ sai lầm nào, đều sẽ do không sợ minh chủ như nàng chịu trách nhiệm. Vào giờ phút này, tại nơi ở của kỳ hoàng tại Vân Thành. Trong đại điện, có chút âm trầm, bốn phía đen thui giống như đêm tối, không có bất kỳ ánh sáng nào. Các người có biết ta là ai không? Ăn gan hùm mật gấu, dám chói ta. Trong đại điện, truyền ra thanh âm nghiêm nghị trách mắng. Theo tiếng nói rơi xuống, ánh sáng hiện lên, trong lúc nhất thời, trong đại điện bỗng sáng như ban ngày, tư minh lễ theo bản năng nhìn về bốn phía, không khỏi sửng sốt một chút. ngay phía trước đại diện là một người đàn ông, khóe miệng người đàn ông này treo một nụ cười hiền lành, bốn phía đứng đầy người. đây là nơi nào? tư minh lễ chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương. hắn đang ở tại tư gia, bỗng nhiên lặng lẽ không một tiếng động, bị người ta trói đến nơi này. độc lập châu một vị lão giả nào đó lạnh giọng trả lời. Độc lập, độc lập châu, làm sao có thể, nghe được chính mình đang ở độc lập châu, tư minh lễ nhất thời cả kinh, không thể tin được. Hắn mặc dù chưa từng đi đến độc lập châu, nhưng độc lập châu là nơi nào, hắn làm sao lại không biết. Thánh địa của văn minh võ đạo, tứ đại gia tộc, hoàng giả của thế giới ngầm châu Âu kỳ hoàng, võ đạo liên minh công hội, học viên lính đánh thuê truyền kỳ, toàn bộ đều ở chỗ này. Nhìn thấy kỳ hoàng, còn không quỳ xuống một vị nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị trách mắng kỳ ngươi nói cái gì kỳ hoàng sắc mặt tư minh lễ nhất thời đại biến gã đàn ông đang ngồi trên đại sảnh kia lại chính là người đại danh đỉnh đỉnh khống chế toàn bộ thế giới ngầm của châu âu kỳ hoàng kỳ hoàng tôi đã điều tra qua người này từng có thủ oán với vô ưu tiểu thư từng thuê sát thủ giết vô ưu tiểu thư chẳng qua là không thể được như ý mà thôi nam tử trẻ tuổi đoạn phi mở miệng nói Ồ, nghe Đoạn Phi nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỳ Tu nhiễm nồng hơn mấy phần. Còn có một gã tên là Lưu Ảnh, một con bạch hổ, năm người lính đánh thuê, tôi đều mang về, bọn họ đều có chút quan hệ cùng với Vô Ưu tiểu thư." Đoạn Phi nhẹ giọng nói. "Bạch hổ, nghe vậy, Kỳ Hoàng hơi sững sờ." Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 1320.